Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh. Tập 20. Chương 191, nói chuyện trong văn phòng. Phụ đạo viên Phù Thiến Linh tỏ ra hơi mất tự nhiên, bả vai cô lắc lư tận hai lần. Rõ ràng cô cảm giác được, viện trưởng Thư chỉ khách sáo hỏi một câu có khó khăn gì không. Không ngờ Trần Trứ lại trả lời là có. Ồ, có khó khăn gì vậy? Vẻ mặt Thư Nguyên vẫn như bình thường, đã thế còn chủ động hỏi rõ lý do. Bọn em thiếu một nơi làm việc. Trần Trứ ngồi trên ghế salon, xoa xoa hai tay vào nhau nói, đến bây giờ đoàn đội của bọn em còn chưa có một nơi chốn làm việc cố định. Thật sự không dám giấu giếm thầy cô, vừa rồi em còn phải ngồi trong thư viện tư vấn các vị phụ huynh nhắn tin đến. Nghe qua thì có vẻ đáng thương. Thư Nguyên hít một hơi nói, chủ yếu là do bọn cậu chạy quá nhanh, tôi có cảm giác vì bài báo đăng quá bất ngờ nên sản phẩm mới bị ép đưa ra thị trường sớm hơn dự định. Viện trưởng Thư không chỉ trình độ cao, mà ông còn tự mình trải nghiệm tất cả các bước bên trong trang web học tập. Trong đó có một vài quan điểm của ông trùng khớp với suy nghĩ của Trần Trứ. Hiện tại ông cũng nhìn ra được, bởi vì Trần Trứ nắm bắt cơ hội kiếm về lượng khách hàng đầu tiên, cho nên mới tăng tốc đẩy mạnh trang web học tập ra thị trường. Có một cơ hội lớn như vậy, dù sao cũng không thể để lãng phí được. Trần Trứ mỉm cười nói, không sai. Thư Nguyên gật đầu. Cơ hội không chờ người, mọi thứ đều phải dựa vào biến hóa mà sửa đổi quá trình. Hành động này rất phù hợp với loại người quyết đoán như Trần Trứ. Nhưng trong lòng Thư Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ. Quyết đoán mà ông nói không phải là nhất thời xúc động, mà đây là quá trình đúc kết những kinh nghiệm thành công và kinh nghiệm thất bại. Trong quãng thời gian ngắn cân đo đong đếm, sau đó lập tức đưa ra quyết định có lợi nhất. Thật ra, vấn đề này đối với một con người có tính chất kiểm tra tâm lý rất quan trọng. Cho dù một người trưởng thành mấy chục tuổi, nếu bản thân vẫn luôn thất bại, thì tầm nhìn, kinh nghiệm hay tâm lý đều không thể sinh ra được loại tự tin quyết đoán này. Cậu có suy nghĩ gì? Thư Nguyên hỏi, đầu tiên ông muốn nghe xem ý kiến của Trần Trứ thế nào. Mấy người bạn chúng em rủ nhau lập nghiệp, tất cả đều là sinh viên của trường, cho nên địa điểm chỉ có thể nằm xung quanh trường. Nếu có thể, mong thầy giúp đỡ bọn em có một phòng làm việc ở thung lũng công nghệ. Nếu được vậy, thì mọi người sẽ vui mừng biết bao. Trần Trứ bình tĩnh nói. Thung lũng công nghệ có tên đầy đủ là thung lũng công nghệ trung đại. Nó là một khu vực mà trường học hoặc nhà nước quy hoạch một ngành nghề, hình thức kinh doanh thành một thể thống nhất và tập trung. Bên trong thung lũng công nghệ trung đại có các tòa nhà, có cây xanh tỏa bóng, có cầu nhỏ nước chảy rầm rì. Là một khu vực cách trường học khoảng mấy trăm mét, là một phân bộ quan trọng phụ thuộc vào trung đại. Trường học dựa vào ưu thế nghiên cứu khoa học và nhân tài, tạo ra một sân khấu để những doanh nhân công nghệ có một nền tảng khởi nghiệp và phát triển, chi phí thấp, thuận tiện và một môi trường có đủ mọi thứ. Năm 2005, thung lũng công nghệ mới hoàn thành xong. Hiện tại, ở khu vực Quảng Châu, địa điểm có môi trường làm việc như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó không chỉ có phòng làm việc độc lập rộng từ 40 đến 70 mét vuông, mà còn có cả phòng họp chung cao cấp, phòng hội nghị đa phương tiện, cùng nhiều chức năng công nghệ cao khác nữa. Mạng và các đồ dùng bên trong đều được cung cấp miễn phí, điện nước theo tiêu chuẩn khu dân cư, nên chỉ cần cầm theo hành lý vào ở là được. Nhưng muốn vào trong đó phải thỏa mãn hai yêu cầu, thứ nhất là công ty về khoa học kỹ thuật, thứ hai là công ty phải chia cổ phần cho trung đại, thậm chí trường học nắm toàn bộ cổ phần. Có điều một sinh viên năm nhất thì đào đâu ra cổ phần. Nhưng có một cách giải quyết được vấn đề này. Trường học có thành lập một công ty tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Trung Đại có tên gọi tắt là Đầu tư Sáng tạo Trung Đại, do trường học quản lý. Vừa hay chính là, vị chủ tịch của Đầu tư Sáng tạo Trung Đại chính là Viện trưởng Lĩnh Viện. Lúc này, người trong văn phòng đều đã hiểu, quanh đi quẩn lại một vòng, thì ra cậu nhóc này muốn một văn phòng ở trong thung lũng công nghệ. Giáo sư Hứa Thanh Thành không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn uống nước mà không lên tiếng. Phù Thiến Linh và nữ trợ lý đều nhìn về phía Thư Nguyên, bởi vì việc này ông có quyền quyết định. Cậu biết điều kiện để vào thung lũng công nghệ sao? Viện trưởng Thư trả lời đồng ý cũng không từ chối, mà từ tốn nói,
cậu đáp ứng được điều kiện là công ty khoa học kỹ thuật rồi, nhưng trường học sẽ tiến hành khống chế cổ phần đấy. Mặc kệ trong đầu Trần Trứ đang tính toán gì, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, trả lời không hề do dự lấy một giây. Hoan nghênh lãnh đạo nhận em vào làm việc, đời này em cũng không định khởi nghiệp nữa, mà ngoan ngoãn làm công cho thoải mái. Trần Trứ đồng ý sảng khoái như vậy, đúng là khiến Thư Nguyên không biết phải nói thế nào. Ông nhìn Phù Thiến Linh và trợ lý của mình đang cố nén cười, thì chỉ có thể lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói với Trần Trứ. Bây giờ những thứ khác không cần nói, nhưng da mặt cậu dày thế này rất phù hợp với khởi nghiệp, nếu cậu ra ngoài làm công sẽ khiến ông chủ tức chết mất. Hiện tại, Thung Lũng Công Nghệ vẫn còn chỗ trống, tôi có thể cấp cho cậu một phòng ở góc, nhưng cậu phải trả tiền thuê. Đây chính là chỗ tốt của đệ tử trực hệ, dù điều kiện hoàn toàn không phù hợp, còn Thư Nguyên không coi Trần Trứ là người ngoài. Vâng, Trần Trứ thoải mái đồng ý, bởi vì tiền thuê sẽ không đắt, khả năng một tháng chỉ phải trả mấy trăm tệ mà thôi. Với lại, Trần Trứ còn định xin tiền hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của tỉnh nữa mà, mỗi tháng đều có tiền. Hỗ trợ, viện trưởng Thư tại sao đưa ra quyết định này, bởi vì ông cũng có suy nghĩ của riêng mình. Trang web học tập trung đại có hình thức kinh doanh mới lạ, hơn nữa ông khá thích tinh thần trên người cậu bé sinh viên năm nhất Trần Trứ này. Còn một điều rất quan trọng, nếu trường học và công ty hợp nhất, thì những luật lệ khuôn phép trong công ty có khả năng hạn chế mức độ phản triển của Trần Trứ. Ví dụ đơn giản như sau, nếu trường học khống chế cổ phần công ty, Trần Trứ cũng đừng nghĩ đến việc quảng cáo trên TV nữa, điều đó là không thể. Bởi vì ban giám đốc cảm thấy công ty vừa mới được thành lập, không thích hợp đầu tư quá nhiều. Nếu tính toán tranh luận quá nhiều, khả năng sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Mặc dù trên giấy tờ viện trưởng Thư là chủ tịch, nhưng đầu tư sáng tạo trung đại cũng không phải công ty của ông, quyền sở hữu nó là của trường học. Cho nên, Thư Nguyên muốn nhìn xem, nếu mình âm thầm ủng hộ một chút, mặc kệ cho cậu sinh viên này phát triển, để xem thằng bé làm đến mức độ nào. Cậu, lúc này, viện trưởng Thư còn định nói vài lời động viên. Không ngờ, Trần Trứ lại tiếp tục nói, viện trưởng Thư, giáo sư Hứa, em còn một vấn đề. Còn nữa, Phù Thiến Linh nghĩ thầm, Trần Trứ à, cậu đừng có xem nơi này là ao cầu nguyện chứ. Viện trưởng Thư thản nhiên hỏi, còn vấn đề gì nữa? Quá trình vận hành trang web học tập cần một máy chủ có dung lượng cao để chứa đầy tờ. Hiện tại, em thuê máy chủ ở bên ngoài, nhưng mức độ kém quá nhiều so với máy chủ của trường. Trần Trứ nói, em thật sự muốn sử dụng phòng máy chủ cũ của trường học, nhưng lại bị Học viện Công nghệ Thông tin từ chối. Sau đó, Trần Trứ lấy ra văn bản sinh viên lập nghiệp mượn dùng phòng máy chủ của trường, phía dưới còn có phê duyệt từ chối của giáo sư Trịnh Duy Địch. Thư Nguyên cầm lấy đọc, suy nghĩ một chút rồi nói, Học viện Công nghệ Thông tin từ chối cậu, là vì học viện đang sử dụng thì sao? Thư Nguyên là viện trưởng lĩnh viện, công việc hàng ngày của ông quá nhiều, nên hoàn toàn không biết thông tin gì bên phía Học viện Công nghệ Thông tin. Trần Trứ a một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa. Hắn không thể để lộ ra việc mờ ám trên diễn đàn kia là do mình làm. Nếu không mình sẽ rơi vào trong diện tình nghi. Lúc hắn còn đang suy nghĩ có nên để Tằng Khôn hoặc Trịnh Cự công bố chuyện này ra ánh sáng không, thì đột nhiên Phù Thiến Linh nói, xin cái gì, đưa chị xem chút. Đúng rồi, bên cạnh mình còn có thành phần siêu cấp hóng hớt này nữa mà. Trần Trứ giật mình. Sau khi Phù Thiên Linh tốt nghiệp thạc sĩ, thì sinh con xong mới quay trở lại trường học. Với tuổi tác và tâm lý của cô ở độ tuổi này, chỉ trưởng thành hơn đám sinh viên trong trường một chút. Vấn đề này có thể thông qua cách cô xử lý các công việc trong lớp, nhưng cô còn chưa bỏ hắn được tính tình thích hóng hớt của người trẻ. Trần Trứ đưa văn bản xin cho Phù Thiên Linh xem. Phù Thiên Linh, xem xong, ánh mắt nhìn qua một vòng mấy người trong phòng. Cô cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, sau đó đột nhiên nói, viện trưởng Thư, trước đó em có nghe qua một chuyện, nhưng không biết thật giả thế nào. Em nói nghe thử xem sao. Lúc đầu, Thư Nguyên cảm thấy sẽ không có chuyện gì to tát đâu. Thế nhưng, sau khi ông nghe Phù Thiến Linh kể phó viện trưởng Trịnh Duy Địch cho công ty Mẫn Hành sử dụng miễn phí phòng máy chủ cũ của trường học, thì Thư Nguyên lập tức nhíu mày. Loại chuyện này thật ra cũng không hiếm thấy. Giống như viện mình cho Trần Trứ sử dụng phòng trong Thung Lũng Công nghệ vậy, nếu nghiêm khắc đánh giá thì việc này không phù hợp quy định. Nhưng không phù hợp thì sao? Ông đường đường là viện trưởng, chẳng lẽ không có quyền quyết định việc này? Thêm vào đó, Trần Trứ là sinh viên học viện ông quản lý, nếu muốn giải thích thì Thư Nguyên có cả đống lý do.
nhưng quan trọng nhất là việc làm đó có thu lợi riêng cho cá nhân hay không, cũng là thứ mà Ủy ban kỷ luật tập trung vào kiểm tra. Nếu không có hành động trao đổi lợi ích, khả năng chỉ đơn giản là sử dụng tài sản quốc hữu hoặc tài sản chung không phù hợp, cũng không tạo ảnh hưởng gì quá đáng. Nếu hành động đó thu lợi cá nhân, đồng thời có người muốn điều tra, trên cơ bản là người điều tra có muốn lập công hay không thôi. Nếu là một vị thanh tra nghiêm túc của Ủy ban kỷ luật thì chạy không thoát được. Chẳng trách viện trường Trịnh không cho bọn em mượn phòng máy. Trần Trứ đúng lúc lên tiếng, giống như một đóa hoa sen vô tội. Thôi quên đi, em đã thuê được máy chủ ở bên ngoài trường học rồi, phục vụ rất tốt. Thư Nguyên không đưa ra bình luận, chỉ đứng lên nói, tôi muốn báo cáo với hiệu trưởng Hứa, các người về trước đi. Hứa Ninh gọi điện thoại hỏi thăm việc bài báo phỏng vấn khởi nghiệp, mà bây giờ Thư Nguyên đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, nên nhất định phải báo cáo lại. Có qua có lại không chỉ là cách thức thể hiện trong tình yêu, mà điều này trong công việc cũng rất quan trọng. Về tình huống của Trịnh Duy Địch, Thư Nguyên sẽ lựa mà hành động. Ông sẽ không thể nào vì một sinh viên mà gây chuyện với một vị phó viện trưởng được. Chương 192, chúng tôi ở 985 chờ bạn. Sau khi viện trưởng Thư Hạ quyết tâm, ông bèn đi thẳng với phòng hiệu trưởng Hứa, báo cáo toàn bộ sự kiện. Có điều, ông không ngờ, bên trong phòng hiệu trưởng Hứa đã có khách đến trước mình, hình như bí thư đoàn ủy Hoàng Nghị đang báo cáo chuyện gì đó. Bình thường, Thư Nguyên và Hoàng Nghị không gặp nhau mấy, bởi vì phương diện công việc không giống nhau, nó giống như từng ngành dọc bên trong thể chế vậy. Đơn vị mỗi ngành này đều quản lý theo hình thẳng đứng, ví dụ như thuế, hải quan, mỗi ngành nghề đều có khu vực quản lý riêng biệt. Cho nên mỗi trong hai nơi này có chuyện gì, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn đến người kia. Thư Nguyên định sang phòng khác ngồi một lát, không ngờ Hứa Ninh gọi ông tiến vào, viện trưởng Thư, cậu cùng vào đi, nhóm chúng ta cùng nhau thảo luận một sự kiện. Sự kiện, Thư Nguyên và Hoàng Nghị đều giật mình, bởi vì hai người không rõ lập trường của đối phương, nên cả hai đồng thời im lặng. Cuối cùng, hiệu trưởng Hứa thúc giục, bí thư Hoàng, cậu nói tiếp đi. Ụ, Hoàng Nghị liếc nhìn Thư Nguyên, sau đó hắng giọng nói, hiện tại, phòng chính sách tỉnh và thành phố đều gửi thư đến. Bọn họ muốn hỏi xem có phải Trần Trứ là sinh viên trong trường chúng ta, đồng thời có phải cậu sinh viên này lập nghiệp trong trường hay không. Còn có cuộc sống hàng ngày của cậu ta thế nào, nếu như không có vấn đề gì, bọn họ sẽ gửi tiền hỗ trợ xuống. Thư Nguyên nghĩ thầm thì ra là chuyện này. Sinh viên trong trường học lập nghiệp sẽ có chính sách hỗ trợ, không ngờ Trần Trứ đã âm thầm đi tới bước này rồi. Chỉ là chuyện này quá trùng hợp, báo Triều Dương Thành vừa mới đăng bài phỏng vấn xong, thì đoàn ủy cũng chạy đến báo cáo tỉnh và thành phố đều gửi thư đến. Giống như tất cả mọi yếu tố đang tập trung lại, giúp quá trình lập nghiệp của Trần Trứ được mở rộng. Chẳng lẽ phía đoàn ủy cũng hướng về Trần Trứ? Thư Nguyên âm thầm suy đoán. Tình huống cụ thể thế nào, viện trưởng Thư có thể giải thích một chút không? Hứa Ninh quay qua hỏi Thư Nguyên. Trần Trứ đúng là sinh viên năm nhất lĩnh viện của bọn tôi, điều này là sự thật. Tính cách của cậu sinh viên này đều rất được. Thư Nguyên không đoán được chiều hướng của đoàn ủy, nên ông chỉ đành báo cáo tình huống theo sự thật. Ông cố gắng đứng ở vị trí khách quan nhất để đánh giá Trần Trứ. Về phần phương hướng lập nghiệp, loại trang web gia sư này ở thủ đô rất phổ biến, nhưng ở Quảng Đông lại vô cùng ít ỏi. Có điều, theo đánh giá của tôi, hình thức kinh doanh của trang web học tập trung đại rất mới, nó có sự khác biệt so với các trang web gia sư bình thường. Mặt khác, người trẻ tuổi có ý nghĩ lập nghiệp lại muốn áp dụng để thay đổi. Có thể nói hành động này đang cùng hướng với chính sách tự do mà trường chúng ta đề ra. Thư Nguyên nói xong thì bí thư đoàn ủy Hoàng Nghị chớp mắt một cái, thì ra viện trưởng Thư cũng muốn giúp đỡ Trần Trứ. Phó hiệu trưởng Hứa Ninh nghe báo cáo xong thì ông khẽ vụt cằm tỏ ra đã hiểu. Vấn đề sinh viên lập nghiệp ở trong trường không phải chuyện lớn, cũng không phải quy mô lên tới mấy triệu hoặc mấy chục triệu, đơn giản chuyện này được đăng báo. Cho nên, Hứa Ninh muốn tìm hiểu rõ ràng, phòng ngừa hiệu trưởng hỏi đến, lúc đó ông cũng không thể bảo mình không biết gì được. Nếu viện trưởng Thư đã tìm hiểu kỹ, vậy vấn đề này nhẹ nhàng. Hứa Ninh nói, bí thư Hoàng có thể trả lời tỉnh và thành phố được rồi. Vâng. Hoàng Nghị dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói, hiệu trưởng Hứa, tôi nghĩ thế này, nếu tỉnh và thành phố đều hưởng ứng chính sách của quốc gia đưa ra hỗ trợ. Vậy mà trường của chúng ta không làm gì, hình như có chút. Hứa Ninh hiểu ý tứ của Hoàng Nghị, nên ông suy nghĩ một chút rồi nói, ông có đề nghị gì cứ nói, nhưng trường học của
chúng ta không thể trực tiếp cấp tiền. Đến bây giờ, Thư Nguyên đã chắc chắn đoàn ủy đứng về phía Trần Trứ. Mặc dù ông không rõ nguyên nhân là gì, nhưng thêm một người ủng hộ là chuyện tốt. Cũng không cần trực tiếp cấp tiền. Lúc này, Thư Nguyên đột nhiên đưa ra ý kiến, vừa rồi, Trần Trứ còn phàn nàn. Cậu bé đang đứng trước hai khó khăn, một chuyện là chưa có nơi làm việc, chuyện thứ hai là vấn đề máy chủ cho trang web. Hiệu trưởng Hứa và Bí Thư Hoàng đều nhìn về phía Thư Nguyên. Còn Thư Nguyên vẫn bình tĩnh nói, nơi làm việc tôi đã cấp một phòng trong thung lũng công nghệ cho cậu ta sử dụng. Nhưng cậu bé muốn sử dụng phòng máy chủ của Học viện Công nghệ Thông tin, việc này tôi thấy độ khó khá cao. Viện trưởng Thư, khó ở chỗ nào vậy? Mắt Hoàng Nghị đảo một chút, giống như người ngủ gật được đưa cho một cái gối, thời điểm hỏi vô cùng khớp. Trước đó Trần Trứ có viết văn bản xin Phó Viện trưởng Trịnh Duy Địch của Học viện Công nghệ Thông tin sử dụng phòng máy chủ cũ. Thư Nguyên mỉm cười nói, có lẽ cách xin không đúng, nên Viện trưởng Trịnh từ chối. Phó Hiệu trưởng Hứa Ninh cảm thấy cũng bình thường. Máy chủ là đồ vật của Học viện Công nghệ Thông tin, bọn họ không muốn cho mượn, mình cũng không tiện nói gì. Nhắc đến phòng máy chủ và Viện trưởng Trịnh, thời gian gần đây tôi thấy thỉnh thoảng trên diễn đàn trường chúng ta có người đăng lên bài viết. Hoàng Nghĩ nghiêm túc nói, bài viết thảo luận vấn đề Viện trưởng Trịnh cấp phòng máy chủ miễn phí cho một công ty công nghệ thông tin tên là Mẫn Hành. Còn nữa là vợ của Viện trưởng Trịnh cũng làm ở công ty này. Loại chuyện không có chứng cứ này, tôi đoán chỉ là tin đồn nhảm. Vì lý do bảo vệ danh tiếng của giáo sư Trịnh, đoàn ủy chúng tôi thường xuyên phải xử lý những bài viết kiểu này. Bí thư Hoàng Nghị giống như đang chứng minh sự thật, nhưng trong cách nói chuyện lại khiến người nghe có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Với lại ông nói một phần có hơi nâng lên, những bài viết kia không phải năm thì 10 họa mới xuất hiện, mà là cuối tuần trước đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vấn đề này có gì khác đâu, sự thật chính là vậy. Trên diễn đàn nói năng không biết điểm dừng là gì, có phải trường học chúng ta nên kiểm tra lại, để trả lại sự trong sách cho Viện trưởng Trịnh không? Thư Nguyên bình tĩnh đưa ra lời đề nghị. Tôi cũng nghĩ vậy. Hoàng Nghị nói theo. Đột nhiên Phó Hiệu trưởng Hứa Ninh nhíu mày lại. Ông hết nhìn Hoàng Nghị lại nhìn đến Thư Nguyên, bởi vì từ trước đến nay hai người này làm gì quen thân lắm, sao hôm nay lại nhất trí vấn đề Trịnh nhỉ? Có điều, chuyện này liên quan đến một vị phó viện trưởng, nên Hứa Ninh phải vô cùng cẩn thận. Cho nên, đầu tiên Hứa Ninh nói Thư Nguyên và Hoàng Nghị đều về, để bản thân tìm hiểu tình huống kỹ hơn mới được. Thư Nguyên và Hoàng Nghị cùng rời khỏi phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng. Hai người im lặng hết một tầng cầu thang. Lúc này Hoàng Nghị mới nhỏ giọng nói, công ty của Trần Trứ là do đoàn ủy của chúng tôi chỉ đạo khởi nghiệp. Trịnh Cự là giáo viên chỉ đạo khởi nghiệp, nên đương nhiên đoàn ủy là đơn vị chỉ đạo khởi nghiệp rồi. Thì ra là vậy, giờ Thư Nguyên mới hiểu được vì sao đoàn ủy lại hành động như vậy. Nhưng thật ra Thư Nguyên chỉ biết một mà không biết hai. Ý tưởng trang web học tập này được phát hiện trong cuộc thi do đoàn ủy tổ chức. Đoàn ủy có thể coi là mái nhà. Mặc kệ sau này trang web học tập lớn đến mức độ nào, nhưng nếu xét về tiền căn hậu quả, thì nhất định có công nâng đỡ của đoàn ủy trung đại. Vậy chúng ta không phải là người ngoài rồi. Thư Nguyên mỉm cười nói, Bí Thư Hoàng có rảnh thì đến lĩnh viện ngồi chơi. Chỗ chúng tôi không chỉ có một mình Trần Trứ cản đảm đứng ra thực hiện hoài bão của mình, còn có rất nhiều sinh viên khác cũng mong muốn được đoàn ủy quan tâm. Viện trưởng Thư quá khách sáo rồi. Bí Thư Hoàng khiêm tốn nói, muốn bồi dưỡng người kế tục cũng phải xem đất nơi đó thế nào. Trong suy nghĩ của tôi, cũng chỉ có lĩnh viện mới có mạch đất tốt để bồi dưỡng ra những đệ tử như Trần Trứ vậy. Sau khi hai người tách ra, vô tình Thư Nguyên đánh giá Trần Trứ lại cao thêm một bậc. Mình là viện trưởng lĩnh viện, nên lên tiếng ủng hộ là điều bình thường. Nhưng Trần Trứ có thể kéo cả đoàn ủy lên cùng một chiếc xe ngựa thì đúng là có mấy phần bản lĩnh đấy. Cũng không biết thằng bé dệt ra bao nhiêu mối quan hệ trong trường học nữa đây. Viện trưởng Thư mỉm cười. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thư Nguyên cảm thấy Trịnh Duy Địch sẽ chẳng làm sao cả. Trong trường đại học, chẳng phải đây là chuyện rất bình thường, lãnh đạo học viện nào chả tính toán cho riêng bản thân mình. Bị phát hiện thì sao? Chỉ cần công ty công nghệ thông tin Mẫn Hành rời đi là được, chẳng lẽ người ta đi rồi còn muốn truy cứu trách nhiệm? Vậy thì người ta sẽ tấn công lại, rất nhiều người không chịu nổi đâu. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Thư Nguyên. 8 giờ tối, khi Trần Trứ còn đang tư vấn cho các vị phụ huynh trong thư viện trường, đột nhiên Tằng Khôn gọi điện tới. Công nghệ thông tin Mẫn Hành đi rồi. Giọng nói của Tằng Khôn không kiềm chế nổi vui mừng do đã nhìn rất lâu, ngay trong tối nay, bọn họ đến chuyển dữ liệu ra khỏi máy chủ.
Nhanh vậy sao? Trần Trứ còn chưa biết, chiều nay Thư Nguyên và Hoàng Nghị liên kết với nhau gây sức ép cho chuyện này. Có điều, đi rồi cũng tốt, vừa hay công nghệ thông tin xui hui có thể đến tiếp nhận phòng máy này. Đây chính là vị trí bao nhiêu người nhìn đến đỏ cả mắt, một khi Trần Trứ còn chưa tốt nghiệp, hắn có đủ lý do chính đáng để sử dụng phòng máy này. Vậy công ty chỗ Hoàng Bộ kia, phiền ngài vất vả đàm phán để rút chi phí về. Trần Trứ dặn dò. Nếu đã có máy chủ tốt hơn ở trong trường, vậy không cần thuê ở bên ngoài nữa, trừ tiền sử dụng mấy ngày vừa qua, thu về sẽ không ít tiền. Chuyện này đơn giản. Tăng Khôn đồng ý, server không ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm chúng ta bỏ ra 2.000, thu về 40.000, đồng thời yêu cầu bọn họ giúp đỡ chuyển số liệu. Giám đốc Tăng, ngài cứ tính toán mà làm. Trần Trứ cảm thấy mọi chuyện đều đã thuận lợi. Ngay cả khi hắn trở về phòng ký túc xá, thì đám bạn cùng phòng đều hô hào mời khách. Lưu Kỳ Minh lớn tiếng hét lên, tao nói mà lão Lục, thời gian gần đây mày đi sớm về trễ, mất tăm mất tích, thì ra là ông chủ khởi nghiệp. Bọn mày đọc báo rồi à? Trần Trứ ngạc nhiên, đến bây giờ rồi mà sinh viên vẫn thích đọc báo sao? Cũng không phải. Vu Dự chỉ vào màn hình laptop, trong đó là giao diện diễn đàn trường, chúng ta biết tin mày lập nghiệp từ trên này, đã thế còn được đăng báo nữa. Trần Trứ nhìn màn hình, phía trên có rất nhiều bài viết có trang web học tập, khởi nghiệp, Trần Trứ hiện ra. Thì ra, mình đã trở thành người nổi tiếng trong trường rồi. Mời khách thì đơn giản, nhưng hai ngày tiếp theo tao hơi bận, chờ ổn định đã nhá. Trần Trứ mỉm cười nói, vậy chúng tao đợi ông chủ Trần đãi một bữa ra trò. Từ Mộc vỗ bụng bạch bạch nói, Lưu Kỳ Minh và Vu Dự đều cười nhạo Từ Mộc nói hơi lố. Thật ra, đám bạn cùng phòng đều cảm thấy vui vẻ với việc Trần Trứ lập nghiệp. Dù sao, bản chất của lĩnh viện là kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đây có thể là một lựa chọn, mà bây giờ bên cạnh có người đang làm, nên cũng được tính là kinh nghiệm, học sớm một chút càng tốt. Chỉ trừ một số người dồn hết sức cho việc học tập như Trử Nguyên Vĩ, thì còn lại người như Đường Tuấn Tài đến từ Triều Sán. Từ nhỏ, Đường Tuấn Tài đã thấm đẫm tư tưởng làm ăn, lập chí trở thành Lý Gia Thành. Cậu ta vẫn nghĩ rằng, trong phòng 520 này, người có khả năng làm quan nhất là Trần Trứ, bởi vì tên này cực kỳ dối trá. Tiếp theo là Lưu Kỳ Minh, bởi vì thằng này ôm đùi Trần Trứ, nói không chừng còn thích theo sau sủa gâu gâu. Còn Trử Nguyên Vĩ sẽ có thành tích sớm nhất và dự định thi nghiên cứu sinh. Về phần Từ Mộc và Vu Dự, thuộc thành phần chẳng có gì nổi bật, chỉ là hai sinh viên bình thường mà thôi. Nhưng Đường Tuần Tài cho rằng, người đầu tiên làm ông chủ chính là mình, bởi vì những người khác chẳng có chút năng khiếu kinh doanh nào. Không ngờ, người dẫn đầu khởi nghiệp là Trần Trứ. Trong khi đó, Đường Tuấn Tài nhờ mối quan hệ gia đình, làm thêm ở trong một trung tâm tiếng Anh. Gì đến mức mày phải gọi tao hai tiếng ông chủ? Trần Trứ dối trá, nhưng chẳng hề xấu hổ nói, chỉ làm một trang web thôi mà, đến bây giờ còn chẳng có địa điểm làm việc, bọn mày nhìn thấy có ông chủ nào như vậy không? Đường Tuấn Tài nghe thấy Trần Trứ nói lời này thì trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mặc dù bản thân vẫn còn đi làm thêm, nhưng tích lũy công trạng cũng được, nên đang dần có chỗ đứng trong công ty. Thực tế, trung tâm tiếng Anh này có cổ phần đang nằm trong tay Trung Đại, văn phòng cùng nằm ở thung lũng công nghệ bên cạnh trường. Môi trường làm việc vượt xa dân chúng bên ngoài, chẳng bao giờ phải chen lấn nóng, bức. Lập nghiệp bữa bãi không suy nghĩ, khả năng còn không tích lũy kinh nghiệm bằng đứa đi làm thêm như mình. Đường Tuấn Tài âm thầm động viên bản thân, công ty của Trần Trứ còn chưa có nơi làm việc, riêng khoản mở đầu này đã có chút vấn đề. Còn chuyện phỏng vấn được đăng báo, thì người ta là dân bản địa Quảng Châu, chẳng phải có chút quan hệ là chuyện rất bình thường sao. Nếu mình đưa kịch bản tới, cũng là thiếu niên là các thành phố nhỏ, đến thành phố lập nghiệp không chừng, Đường Tuấn Tài nghĩ thầm. Thực tế, giai đoạn đầu của lập nghiệp không có vấn đề gì, nhưng hiệu quả lại vượt qua dự đoán của Trần Trứ. Số liệu không thể nào nói dối được. 4 giờ chiều, bài phỏng vấn của hắn được đăng báo, mà đến 9 giờ tối đã vượt qua con số 20.000 lượt xem trang web học tập Trung Đại của hắn rồi. 3.000 người liên hệ đến vịt vịt phục vụ khách hàng, chỉ có điều nhân sự còn không đủ, nên chưa thể nào tư vấn hết được. Trong đoàn đội của hắn, người nào cũng gõ phím đến mức bốc khói, cũng chỉ tiếp đón được hơn 200 người. Nhưng, bởi vì đăng ký tài khoản đều phải dùng số điện thoại, cho nên bọn hắn sẽ tiến hành gọi điện lại tư vấn sau. Mặc dù chỉ mới tư vấn được hơn 200 người, nhưng đã có 21 phụ huynh chuyển khoản trở thành hội viên.
nếu dựa vào thị trường đánh giá tỷ lệ tiếp cấp là 10:1. Đương nhiên tệp khách hàng này vẫn nằm trong khu vực Quảng Châu, còn người ở các thành phố khác trong tỉnh vẫn chờ đợi xem kết quả thế nào. Nhân sự, hiệu suất làm việc hay vấn đề về địa ý, những chuyện này phải chuyển đến địa điểm làm việc mới, rồi sau đó giải quyết từng cái một vậy. Đương nhiên, bây giờ Trần Chứ cũng không nhàn rỗi, hắn còn đang tư vấn cho một khách hàng có nickname là Tôi là Heo còn bạn là ai. Vịt vịt, chào ngài, tôi thấy ngài đã chọn bạn học Mưu Giai Văn. Bạn học Tiểu Mưu có trình độ ngữ văn rất tốt, xin hỏi ngài đang tìm một giáo viên dạy kèm môn ngữ văn cho con gái mình sao? Tôi là Heo còn bạn là ai, tôi tùy tiện nhấn vào hình đó thôi. Vịt vịt, tên của bạn thật đáng yêu. Vịt vịt, bạn là học sinh. Tôi là Heo còn bạn là ai? Đúng rồi, mẹ tôi bảo tôi tìm một người dạy kèm, bởi vì sang năm tôi sẽ thi tốt nghiệp rồi. Nhưng tôi còn chưa biết chọn ai, tất cả gia sư này đều là sinh viên của trường 985 sao? Vịt vịt, đương nhiên rồi. Hiện tại, những gia sư trên hệ thống của chúng tôi đều là sinh viên của các học viện tại Trung Đại và Hoa Công. Tôi là Heo còn bạn là ai? Hâm mộ thật đấy, tôi cũng không biết bản thân có thể thi đậu trường thế nào. Vịt vịt, quý khách, bạn đừng quá lo lắng, một khi cầm bút lên phải duy trì được sự tự tin. Chúng tôi ở 985 chờ bạn. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Ai Thi Công Chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Nghệ thuật thu mua lòng người của Trần Chứ. Trần Chứ khích lệ vị khách hàng nhỏ chuẩn bị thi đại học kia một câu. Nhưng trong lòng hắn rất hy vọng tất cả học sinh, mặc kệ bọn họ có sử dụng dịch vụ của trang web gia sư hay không, đều đạt được thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới. Ngày đầu tiên sau khi phỏng vấn tuy loạn xị hết cả lên, nhưng đã trôi qua. Ngày thứ hai, số lượng người xem trang web đã bắt đầu giảm xuống. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao tờ báo cũng không thể ngày nào cũng đăng bài phỏng vấn được. Nhưng về lực ảnh hưởng, nhất là lực ảnh hưởng trong trường học, lại đang dần dần lên men. Buổi sáng, khi hắn vừa vào lớp học, các bạn trong lớp nhìn thấy Trần Chứ đều không hẹn mà gặp, đồng thanh cùng nhau chào ông chủ Trần. Nếu như chỉ mình các bạn học thôi thì không tính, đằng này khi giáo viên dạy học, mỗi khi đặt câu hỏi đều nhìn về phía Trần Chứ hỏi, vấn đề này, chúng ta nghe câu trả lời của ông chủ Trần xem sao trước nhá. Lúc này các bạn học sẽ tiếp tục mỉm cười. Đương nhiên, dù là thầy cô giáo hay là các bạn học, bọn họ chỉ muốn trêu đùa vui vẻ. Khang Lương Tùng trợn trắng mắt, cậu ta không muốn Trần Chứ có được cảm giác thành công nào. Nhất là bản thân từng châm chọc Trần Chứ ở trong nhóm, nào là trang web kiểu này không có ai biết đến chỉ là đống phân. Không ngờ, bản thân bị vả mặt nhanh thế, Trần Chứ nhận phỏng vấn của báo Triều Dương Thành. Thằng chó này chắc chắn biết mình sẽ được đăng báo, không ngờ còn muốn làm trò con mèo trong nhóm. Mẹ nó, đúng là thằng gian xảo. Ở trong lòng, Khang Lương Tùng không ngừng mắng chửi Trần Chứ đều trá, còn không biết tại sao Tống Thị Vi lại thích loại con trai này. Chắc chắn cô ấy bị lừa, rõ ràng không nhìn là bản chất thực sự của Trần Chứ. Khang Lương Tùng giống như một người tỉnh táo nhất trong một bộ phim truyền hình dài tập. Tất cả mọi người, hay ngay cả nữ chính đều đã bị Trần Chứ lừa gạt, chỉ có mình cậu ta mới nhìn thấy tâm tư của Trần Chứ, nhưng rõ ràng không ai muốn tin tưởng mình. Trong lòng cậu ta cũng giống như Đường Tuấn Tài, cực kỳ khó chịu. Hôm nay, thứ mà Trần Chứ đang được mọi người khen ngợi, trong tưởng tượng của cậu ta nó phải là của mình. Có điều, giữa Đường Tuấn Tài và Trần Chứ không có mối thù cướp vợ, nên bản thân có khó chịu nhưng không có tức giận. Sau khi tan học, cậu ta lại tiếp tục đến Thung Lũng Công Nghệ làm thêm, bởi vì bản thân đã muốn nổi bật thì không thể lãng phí thời gian được. Cậu ta ngồi xuống bàn làm việc của mình, bật máy tính lên, sau đó tìm danh sách trong đó và lần lượt mời khách hàng đến trung tâm tiếng Anh. Cậu ta bận bịu đến khoảng 1 giờ trưa, mãi cho đến khi tổ trưởng nhắc nhở đi ăn cơm thì Đường Tuấn Tài mới duỗi lưng một cái đứng lên. Bản thân cảm thấy thoải mái bởi vì mình đang làm việc hay cảm thấy mình không lãng phí thời gian cho cuộc sống này? Vâng, em đi ăn cơm đây. Đường Tuấn Tài nói với tổ trưởng một tiếng, sau đó đi thẳng tới nhà ăn của Thung Lũng Công Nghệ. Thung Lũng Công Nghệ có phòng ăn, cơm nước trong này nhất định ngon hơn và đắt hơn trong Trung Đại rất nhiều, nhưng trong suy nghĩ của Đường Tuấn Tài, đây là thứ mình đáng được hưởng sau bao cố gắng. Thời điểm các bạn cùng lứa còn đang ngửa tay xin tiền cha mẹ để ăn uống. Bản thân dựa vào cố gắng của mình,
được công ty cho hưởng thụ suất cơm cao cấp hơn. Đường Tuấn Tài đi về phía phòng ăn. Đây là thời điểm đầu giờ chiều, nên khu vực vốn đã yên tĩnh nay càng thêm yên tĩnh hơn. Buổi chiều mùa thu, mặt trời đã không còn nóng nữa, từng ánh sáng lười biếng xuyên qua từng ngọn cây. Lại giống như bị từng nhành lá cắt đứt, chiếu xuống mặt hồ nhân tạo phẳng lặng, kết hợp lại thành một vòng sáng nhẹ nhàng không hề khó chịu. Hít, Đường Tuấn Tài hít một hơi thật sâu, cảm giác vừa làm việc vừa thư giãn này khiến tâm trạng con người ta thoải mái. Nếu như sau này mình mở công ty, chỉ cần một căn phòng rộng khoảng 20m² ở chỗ này cũng đã sung sướng lắm rồi, Đường Tuấn Tài nghĩ thầm trong đầu. Mặc dù việc này rất khó khăn, bởi vì các công ty muốn vào thung lũng công nghệ phải trải qua xét duyệt rất cẩn thận, hơn nữa phải bỏ ra rất nhiều cổ phần. Sau khi Đường Tuấn Tài ăn uống xong xuôi, cậu ta cũng không đi dọc theo đường cũ về văn phòng, mà đảo qua các phòng làm việc khác nhìn một chút. Công ty chỗ Đường Tuấn Tài làm việc được sắp xếp ở khu C là một công ty không được đánh giá cao lắm. Bởi những công ty có tiềm lực phát triển đều được bố trí ở khu AB cả rồi. Mỗi công ty muốn vào trong đó cần được chủ tịch đầu tư sáng tạo trung đại, đồng thời cũng là viện trưởng lĩnh viện. Thư Nguyên tự mình phê duyệt, chỉ có thể khiến ông hiểu rõ cách thức kinh doanh mới được nhận vào. Hiện tại, những công ty này tuy còn nhỏ, nhưng sau này nói không chừng có thể trở thành công ty lớn trên thị trường nếu có thể vào làm thêm ở đây thì. Đường Tuấn Tài nhìn từng bảng hiệu của công ty, nhìn từng nhân viên đi đi lại lại, đột nhiên cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Trần Trứ. Đường Tuấn Tài không biết tại sao bạn cùng phòng của mình lại ở đây, xung quanh còn có mấy người cầm theo túi laptop, giống như là đoàn đội của Trần Trứ vậy. Bọn họ đang đi cùng với trợ lý viện trưởng Mẫn Vũ Phương, cả đám đang chỉ trỏ vào một văn phòng làm việc. Mày ở đây làm gì thế? Đường Tuấn Tài đi qua chào hỏi, nhưng trí tưởng tượng của cậu ta có lớn thế nào cũng không ngờ đến kết quả này, viện trưởng Thư cho bọn tao một văn phòng để sử dụng. Trần Trứ vừa nhiệt tình lại khiêm tốn nói, chị Mẫn dẫn bọn tao đi qua lựa chọn. Chuyện này thật sự khiến chị Mẫn vất vả, chị ấy bận rộn bao nhiêu việc, vậy mà còn phải giúp đỡ bọn tao việc này. Em nói cái gì đấy? Vị nữ trợ lý Mẫn Vũ Phương liếc nhìn Trần Trứ một cái rồi nói, công nghệ thông tin xui hui đã vào đây thì tất nhiên là đối tượng phục vụ của bọn chị, còn nói cái gì vất vả hay không làm gì, chứ. Vào đây, đầu Đường Tuấn Tài giống như bị thứ gì đó đập vào, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Một công ty mới thành lập, vậy mà có cơ hội lựa chọn phòng làm việc trong khu nhà AB của thung lũng công nghệ. Trần Trứ mỉm cười, vừa rồi tao đi một vòng, không ngờ bên trong thung lũng công nghệ còn quy mô hơn những gì tao tưởng tượng, thế mà các tường tam bảo đều có hết. Cái gì? Các tường tam bảo? Đường Tuấn Tài ngơ ngác hỏi. Trong ấn tượng của cậu ta, các tường tam bảo chẳng phải là tiết mục cuối năm trên Xuân Vãn 2006 sao? Hình như là cha, hở, cha và Việt Việt đang giận nhau sao? Làm sao con biết? Là một bài hát thiếu nhi. Bảo vệ, nhân viên vệ sinh và người giúp việc được gọi là các tường tam bảo. Trần Trứ vỗ vai thằng bạn cùng phòng nói. Hả? Trợ lý Mẫn Vũ Phương bị chọc cho bật cười, cô còn nhẹ nhàng đập vào người Trần Trứ một cái. Đường Tuấn Tài nhìn cử chỉ thân mật của hai người này thì chẳng khác nào người ngủ mơ còn chưa tỉnh. Bình thường, trợ lý Mẫn đâu phải người dễ dàng nói chuyện thế này đâu nhỉ. Cô ở tòa nhà AB còn khách sáo một chút, nhưng đến tuần tra khu nhà C thì cực kỳ lạnh lùng. Thật ra chuyện này cũng vô cùng dễ hiểu, bởi vì trang web học tập trung đại được viện trưởng Thư Nguyên coi trọng, đã thế Trần Trứ còn đầu tư cổ phiếu kiếm lời cả triệu tệ, đúng chuẩn triệu phú trẻ tuổi. Thêm vào đó, vẻ bề ngoài của hắn cao giáo đẹp trai, cách nói chuyện còn khá hài hước nữa. Phụ nữ chưa hẳn có cảm giác gì với hắn, nhưng phần lớn sẽ vui lòng cười cười nói với hắn. Tôi thấy phòng làm việc này rất được. Mặc dù tổng thể chỉ rộng 55m², nhưng chia làm hai phòng độc lập. Trần Trứ, cậu cũng có thể dùng nó làm phòng làm việc của riêng mình. Bờ môi đã được tô son của Mẫn Vũ Phương lúc đóng lúc mở, cực kỳ hấp dẫn nói, nếu cậu cảm thấy hài lòng, tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục. Hài lòng, vô cùng hài lòng ạ. Trần Trứ lấy từ trong túi ra một bao lì xì, tiện tay đưa cho Mẫn Vũ Phương. Mẫn Vũ Phương khua tay nói, Trần Trứ, làm thế này là trái quy định. Chị Mẫn, quy định là quy định, còn phong tục vẫn phải giữ. Trần Trứ mỉm cười, người Quảng Đông chúng ta có phong tục tập quán, chuyển nhà hay khởi công đều phải tặng lì xì đỏ. Mà trong đó cũng không nhiều, chỉ cầu mong an vui. Người gặp cũng có phần,
anh Đường một cái. Trần Trứ lại móc từ trong túi ra một phong bao lì xì, sau đó nhét vào tay Đường Tuấn Tài. Đương nhiên không có ai phát hiện ra, Trần Trứ có hai túi đựng bao lì xì. Lì xì cho Mẫn Vũ Phương là túi bên trái, gọi là tiền trà nước, giá trị 1.000 tệ. Còn lì xì cho Đường Tuấn Tài là túi bên phải, gọi là phong bao tượng trưng, giá trị 5 tệ. Mẫn Vũ Phương cũng không biết chuyện này, cô thấy Đường Tuấn Tài cầm lấy, cũng nghĩ chẳng đáng kể gì nên cũng cầm theo. Nhưng khi cô trở lại văn phòng thì nhận ra độ dày không đúng, cô nhịn không được mở lì xì ra xem. Chỉ thấy bên trong có 10 đồng 100 tệ đỏ rực, bịch. Tim Mẫn Vũ Phương đập nhanh một nhịp, sau đó cô nhìn xung quanh mình, thấy không ai phát hiện ra thì cô mới cẩn thận nhét lì xì vào trong túi của mình. Cô làm việc ở vị trí trợ lý lâu như vậy mà lần đầu tiên nhận được lì xì lớn như vậy. Đây là một nam sinh sẵn sàng chi tiền. Không, phải gọi cậu ta là đàn ông mới đúng. Mẫn Vũ Phương bắt đầu đánh giá Trần Trứ vượt qua lẽ thường, thậm chí cô còn sinh ra một chút hâm mộ với bạn gái của hắn. Trần Trứ có cô gái trong lòng, đây là vấn đề ghi rất rõ trong bài phỏng vấn. Sau khi Mẫn Vũ Phương rời đi, Trần Trứ để lại Đường Tuấn Tài đứng đó mà dẫn theo đoàn đội của mình vào trong phòng làm việc thuộc khu A. Tại sao hắn phải lôi kéo vị nữ trợ lý này? Trần Trứ cảm thấy việc này không hề dư thừa chút nào. Không chỉ sau này hắn ở trong thung lũng công nghệ cần Mẫn Vũ Phương giúp đỡ, mà cô còn là thân tín bên cạnh viện trưởng Thư. Chỉ bằng hai vấn đề này, hắn đã cảm thấy số tiền 1.000 còn quá nhỏ, hồi báo chắc chắn vượt xa số tiền này. Nhưng đối với chuyện này hắn không cần giải thích với đồng bọn, nên Trần Trứ bước chân theo đồng nghiệp, bắt đầu dạo quanh phòng làm việc mới. Quả nhiên, trong phòng làm việc có bàn ghế, có mạng miễn phí, còn có cả điều hòa không khí, nên tại sao nói chỉ cần cầm theo hành lý vào ở, đúng là không hề nói khoác chút nào. Phương Tinh, Ninh Luyến Luyến và Trang Mông Thi rõ ràng không nghĩ tới bản thân lại có nơi làm việc nhanh như thế. Bọn họ vẫn nghĩ rằng nơi làm việc của mình vẫn chỉ xoay quanh ký túc xá hoặc là thư viện thôi chứ. Nhưng bọn họ đều có cảm nhận đối với văn phòng công ty này. Nó giống như việc một người mua được một căn phòng trong thành phố, kể cả căn phòng đó ở khu vực ngoại thành, thì bản thân bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh lòng yêu mến với thành phố này hơn. Ba cô gái ai cũng nghĩ vậy, bởi vì nơi làm việc ở thung lũng công nghệ quá cao cấp, khiến mấy cô gái hết ngồi dựa lưng vào chỗ này một chút, lại chạy đến chỉ trỏ cách thiết kế. Có lẽ từ giờ phút này, các cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ buộc chặt cùng với chỗ này. Trần Trứ và Tằng Khôn cùng đi vào phòng làm việc riêng kia. Tầm nhìn nơi này rất đẹp, mở cửa sổ ra là có thể đón nhận từng đợt gió thu thoải mái, phía dưới là hồ nước, từng hàng cọ núi hay bãi cỏ mềm mượt hấp dẫn ánh nhìn. Ở chỗ này làm việc, không cần tiền lương cũng được. Tằng Khôn mỉm cười nói, tiền lương chắc chắn phải có rồi. Nhưng trang web học tập mới được tung ra thị trường nên cần nhờ giáo sư Tằng tăng ca làm việc mỗi đêm. Trần Trứ chống hai tay lên cửa sổ, mỉm cười nhìn cảnh tượng ở bên ngoài. Tất nhiên rồi. Tằng Khôn đang muốn nói thêm, đột nhiên cảm giác được trong lời nói của Trần Trứ có ý tứ khác. Tôi không cần phòng làm việc này. Trần Trứ quay đầu lại, trong ánh mắt hiện rõ sự tín nhiệm. Giám đốc Tằng, ngài đến đây đi. Sao thế được? Tằng Khôn lớn tiếng nói. Sao lại không thể, ngài là giám đốc của Xui Hùi. Sau này còn rất nhiều chuyện muốn ngài quản lý. Trần Trứ mỉm cười nói, tôi muốn làm việc cùng một chỗ với mấy chị Phương Tinh. Nói thật, tôi cảm giác ngồi làm việc cùng con gái, dù là làm việc hay sáng tạo đều vô cùng thoải mái. Tằng Khôn nhận ra Trần Trứ không phải khách sáo mới nói như vậy. Trong đầu hắn thật sự muốn tặng phòng làm việc này cho mình. Việc đã đến nước này, thì còn gì để nói chứ? Vẫn là câu nói cũ, lang thang cả đời, cuối cùng gặp được mình chủ. Tằng ta nguyện từ nay dốc hết tâm huyết, vì Xui Hùi mà thổi bùng cháy chút hơi nóng cuối cùng. Chương 194, cậu đang lo lắng cái gì? Sau khi quyết định phòng làm việc kia của ai, Trần Trứ và Tằng Khôn vừa ra ngoài thì đã thấy đám người Phương Tinh đã chọn xong chỗ làm việc của mình. Có điều, bên ngoài có 10 bộ bàn ghế, nên không cần giải thích thì ai cũng hiểu, công ty chắc chắn tuyển thêm người, nếu không sẽ chẳng thể nào hoàn thành việc tư vấn kịp thời cho các vị phụ huynh được. Hai vị ông chủ, chúng ta dự định tuyển thêm mấy người nữa? Phương Tinh cảm thấy hoàn cảnh làm việc quá hài lòng rồi, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, nên bắt đầu hỏi thăm về số lượng đồng nghiệp mới rồi. Tằng Khôn có chút cảm giác không quen, bởi vì ông quen được gọi là giáo sư Tằng rồi.
Mặc dù bản thân đã sớm xác định trở thành giám đốc của Xui Hui, nhưng trước đó công ty có khác nào gánh hát rong đâu. Mãi cho tới khi công ty có văn phòng thì vị trí này mới danh xứng với thực. Tuyển mấy người đây? Hiện tại tuyển lao động cũng không khó lắm nhỉ? Trần Trứ nghĩ thầm trong lòng. Thời điểm năm 2024, tuyển lao động là việc cực kỳ khó khăn. Người không tốt nghiệp cảm thấy trình độ thấp, người vừa tốt nghiệp lại thấy không đủ kinh nghiệm, người thường xuyên thay đổi công việc cảm thấy không ổn định. Còn người kiên trì với một công ty lại thấy không có chí tiến thủ, người độc thân lại lo lắng nghỉ việc sau kết hôn, còn vừa mới kết hôn lại sợ nghỉ sinh. Chính vì vậy thà hướng đến Cát Tường Tam Bảo cho lành, đỡ mất nhiều năm đi đường quanh co. Nhưng 2007, mọi người đều chưa có suy nghĩ này khi tuyển dụng. Nhưng Trần Trứ đưa ra yêu cầu tuyển dụng cũng không phải quá thấp. Một là có thể sử dụng thành thạo máy tính, bởi vì phải tư vấn khách hàng trên trang web. Hai là có năng lực giao tiếp, bởi vì nhân viên cần phải thuyết phục được các vị phụ huynh trở thành hội viên. Thứ ba là người đó chấp nhận cách tính lương bao gồm lương cơ bản và trích phần trăm. Nếu thỏa mãn đủ ba điều kiện này, trình độ và tuổi tác không quan trọng lắm. Trần Trứ nói ra điều kiện, hay là chúng ta tiếp tục đăng báo tuyển dụng. Trang Mộng Thi vừa được hưởng hương vị ngọt ngào của quảng cáo nên lập tức đưa ra đề nghị này. Cái này không cần thiết. Trần Trứ mỉm cười, trừ phi một tháng trả lương siêu cao cỡ 30.000 trở lên, nếu không cũng không. Tạo nổi gợn sóng nào. 30.000. Trang Mộng Thi lẻ lưỡi. Mình là một sinh viên học viện công nghệ thông tin của một trường 985 còn chưa tốt nghiệp. Bản thân kỳ vọng sau khi tốt nghiệp được hơn 8.000 tệ mà thôi, sao có thể tuyển một nhân viên phục vụ khách hàng lên tới 30.000 được chứ? Có điều, không khí bên trong công ty rất tốt, coi như ý kiến không hợp lý hoặc nói nhầm thì ông chủ và giám đốc cũng không tức giận mà chửi bới. Chuyện này chủ yếu với vì Trần Trứ là người chìm nổi trong quan trường. Hắn đã sớm rèn luyện đến trình độ không thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, cho nên tâm trạng hiện ra trước mặt mọi người lúc nào cũng bình tĩnh. Còn Tằng Khôn thì trong thời gian dài bị chèn ép, nên ông hiểu giọng nói lạnh lùng chẳng khác nào thanh kiếm sắc bén. Thứ đã khiến mình đau khổ, ông không muốn dùng nó lên người đám người trẻ tuổi này. Thì sao chứ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trần Trứ thoải mái chọn một chỗ làm việc ngồi xuống. Hắn vặn vẹo người một chút, cảm nhận độ thoải mái của nơi làm việc mới. Nếu chúng ta có thể duy trì mức độ tăng trưởng, thì tiền một tháng nhận được 30.000 tiền trích phần trăm thì có là gì? Vậy chẳng phải một tháng phải thuyết phục 1.000 phụ huynh trở thành hội viên sao? Phương Tinh lập tức tính toán. Hiện tại theo quy định của công ty, vì muốn thúc đẩy việc phụ huynh trở thành hội viên, nên một khách hàng đăng ký thành hội viên sẽ được thưởng 39 tệ, vì vậy muốn kiếm về số tiền 30.000 thì phải hoàn thành 1.000 đơn hàng. Nhìn qua thì thấy con số này rất nhiều, nhưng nếu tính bình quân một ngày chỉ cần hoàn thành 20 đơn là được mà. Phương Tinh nghĩ đến chuyện này bỗng có cảm giác không muốn lên lớp nữa, rất có thể mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Hiện tại, tôi cảm thấy việc phụ vụ và thuyết phục khách hàng vẫn nên do chúng ta tự làm. Trần Trứ suy nghĩ rồi nói, nếu như trong mọi người có bạn bè hoặc người thân phù hợp ba điều kiện này, thì có thể gọi tới đây làm việc, trước tiên giúp đỡ người trong nhà cái đã. Trong tính toán của Trần Trứ, bước đầu phải giải quyết 3.000 phụ huynh nhắn tin hỏi thăm cái đã. Về phần giải quyết các vấn đề giai đoạn này, cũng không cần quá quan tâm. Tằng Khôn nghe được câu dành cho người nhà trước thì đột nhiên nhớ tới vợ của mình. Bà ấy biết sử dụng máy tính, hơn thế nữa bà có thể chấp nhận cách trả lương của công ty. Có điều, chuyện này có thể ảnh hưởng không tốt. Tằng Khôn lo lắng người khác sẽ nói này nói nọ. Ồ, nữ sinh Quảng Mỹ này đẹp thật đấy. Ngay khi mọi người còn đang nghĩ đến việc phát triển trong tương lai, thì một câu của Ninh Luyến Luyến kéo mọi người trở về với hiện thực. Ninh Luyến Luyến cực kỳ ít nói, có thể tính là một người hướng nội. Chính vì vậy cô làm việc vô cùng chăm chỉ, lại cực kỳ biết nghe lời. Vừa rồi, đám người còn đang chém gió, thì cô vẫn ngồi đó chăm chú phục vụ khách hàng. Ai vậy? Phương Tinh tò mò nhìn vào màn hình laptop, đôi mắt đột nhiên mở. To lên, trời ạ, ảnh chụp đã đẹp như thế này, không biết gặp ở ngoài còn xinh đến nhường nào. Luyến Luyến, cậu phóng to ảnh lên chút, để chúng ta nghiêm túc nghiên cứu đại mỹ nữ này xem sao. Phản ứng này giống như đám con trai nhìn thấy Hồ Ca hoặc Ngô Ngạn Tổ vậy, đôi với loại con trai đẹp trai quá thể đáng. Thật ra mọi người sẽ không trêu chọc, mà ngược lại sẽ dùng ánh mắt bình thường mà thưởng thức. Quảng Mỹ. Trần Trứ nghĩ thầm, sinh viên Quảng Mỹ đăng ký trở thành gia sư rất ít, lại còn đường khen vô cùng xinh đẹp thế này.
nên hẳn bèn hỏi, mỹ nữ tên là gì? Du Huyền. Phương Tinh ngẩng đầu lên trả lời, đúng luôn. Trần Trừ nghĩ thầm. Hắn cũng đứng lên đi đến nhìn màn hình một chút, rồi đưa ra ý kiến, tôi thấy cũng bình thường mà. Cái gì? Phương Tinh lập tức phản bác, ông chủ, ngài có cận không đấy? Thế này mà gọi là bình thường. Nếu cô gái này ở Trung Đại, thì Hoa Khôi Tống Thì Vi phải cẩn thận vị trí Hoa Khôi đấy. Ít ra cô gái này đúng gu của tôi hơn Hoa Khôi Tống. Đó chẳng phải hình tượng của cậu là cô gái gợi cảm. Trang Mộng Thi bỗng nhiên nói xen vào, đồng thời cũng đưa ra bình luận Tống Thì Vi là kiểu người lạnh lùng. Nên hai cô gái này theo hai hình tượng khác nhau, nhưng có thể nói cả hai đều đạt đến mức độ Hoa Khôi. Ông chủ, ngài cảm thấy bình thường, chẳng lẽ đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn? Dù sao, tôi cảm thấy bình thường. Tối ngày mai sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm, để các chị biết thế nào mới là mỹ nhân. Trần Trứ mạnh miệng nói, trang web học tập thuận lợi đưa ra thị trường, phản ứng của khách hàng cực kỳ tốt. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đoàn đội làm việc vô cùng vất vả, cho nên Trần Trứ muốn tổ chức tiệc liên hoan, khao mọi người một bữa. Mặt khác, hắn cũng muốn Du Huyền tham gia vào. Tháng này hắn quá bận rộn, chẳng có thời gian đi tới Quảng Mỹ, nên giờ phải suy nghĩ cho cảm xúc của cá lúc lắc chứ. Cách tốt nhất là để cô ấy biết mình đang làm gì, hiểu rõ vòng tròn của mình hiện tại có những ai. Ngày mai là thứ sáu, hắn dự định mời cả Hoàng Bách Hàm và Ngô Dư cùng tới. Đến lúc đó, mọi người gặp mặt nhau, đám người phát hiện Du Huyền chính là bà chủ thì không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. Khi Trần Trứ còn đang thoải mái nghĩ đến kế hoạch của mình, thì Ninh Luyến Luyến vừa mới phát hiện ra Du Huyền gật đầu nói, hai cô gái này đều rất xinh đẹp, nhưng nếu muốn xem cô gái nào xinh đẹp hơn, thì phải xem số lượng đặt của hai người ai nhiều hơn. Cái gì? Trần Trứ khẽ giật mình, bởi vì Hoa Khôi Tống và Du Huyền đều đã có khách hàng đặt rồi. Phương Tinh thoải mái trả lời, trong văn phòng có bốn sinh viên, mỗi người đều có nhiệm vụ tư vấn cho phụ huynh. Đến ngay cả ông chủ như Trần Trứ cũng không ngoại lệ, mà chuyện Tống Thì Vi và Du Huyền được phụ huynh đặt dạy kèm cũng rất bình thường. Con mẹ nó, Trần Trứ có chút lo lắng, dạy kèm thì phải tới tận nhà, mình thì chẳng có vấn đề gì, nhưng Du Huyền và Tống Thì Vi đều quá xinh đẹp, đến nhà có vẻ không an toàn. Cũng trách mình hôm qua quá bận rộn, nên chưa xóa thông tin của hai người đi. Lịch dạy của các cô ấy là khi nào? Ninh Luyến Luyến còn chưa cảm thấy gì, nhìn qua thông tin một chút rồi nói, Du Huyền được sắp xếp cuối tuần, còn Hoa Khôi Tống là trưa nay. Hiện tại, có lẽ cô ấy đang dạy kèm rồi. Mẹ nó. Trần Trứ ngẩn người ra, thời điểm chị thông báo đơn hàng cho Tống Thì Vi, cô ấy không từ chối sao? Sao phải từ chối? Trang Mộng Thi chẳng hiểu mô tê gì, cô ấy đăng ký gia sư, chẳng phải mục đích muốn trở thành gia sư sao? Nhất thời, Trần Trứ cũng không thể giải thích rõ với các cô ấy được. Tống Thì Vi rõ ràng không cần số tiền dạy kèm kia, chỉ vì trang web của hắn mới công bố cho nên cô mới giúp đỡ một chút mà thôi. Trần Trứ ra ngoài gọi điện thoại cho Tống Thì Vi. Tút tút tút. Tiếng tút tút vang lên 30 giây, sau đó tự động ngắt do người dùng không bắt máy. Vừa rồi, Trần Trứ cảm thấy có lẽ vấn đề không lớn, nhưng sau khi gọi điện thoại lại không có người bắt máy, nên trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn gọi tiếp một cuộc gọi nữa, nhưng vẫn là tiếng tút tút kia mà không ai bắt máy. Sao căng thẳng thế này nhỉ? Trần Trứ vội vàng kiểm tra địa chỉ Tống Thì Vi dạy thêm, sau đó vội vàng gọi taxi tới. Trên đường đi, Trần Trứ cố gắng khống chế để đầu óc không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đủ các loại tình huống kiểu cha học sinh biến thái, hoặc học sinh già dặn trước tuổi, hay anh chàng em vợ. Cứ thế hiện ra trong đầu, Trần Trứ gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không có người bắt máy. Tài xế, chú đi nhanh một chút được không? Trần Trứ không ngừng thúc giục tài xế taxi. Cũng may, thời điểm hiện tại, phụ huynh có thể mới được gia sư phần lớn đều nằm trong khu nội thành Quảng Châu. Nên taxi đi khoảng 20 phút là đến khu nhà cao cấp Lệ Hoan. Hắn lần theo địa chỉ, tìm tới cổng. Trần Trứ hít một hơi, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, gõ cửa cốc 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 một cái. Một lát sau, có một vị phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà nhìn Trần Trứ một chút rồi hỏi, cậu tìm ai? Thật ra, thời điểm người phụ nữ này xuất hiện, Trần Trứ cảm thấy yên tâm rất nhiều. Ít ra có thể loại trừ trường hợp người chồng biến thái, với lại nhìn đối phương cũng là người có học thức phúc hậu. Chào ngài. Đầu óc Trần Trứ rất nhanh đã nhảy số, khuôn mặt lập tức mỉm cười,
cháu là người kiểm tra của trang web học tập trung đại. Cháu đến đây chủ yếu là muốn hỏi xem gia sư của bọn cháu có đến trễ hay không. Quá trình dạy kèm thế nào, với lại muốn hỏi một chút ý kiến của ngài. Chuyện này gọi điện không được sao? Vậy mà còn cử người tới tận đấy, trang web của mấy người không ngại phiền hà à? Người phụ nữ trung niên tránh ra nhường chỗ, trước tiên vào đi, cô bé đang dạy kèm ở ngay phòng khách đó. Trần Trứ lễ phép đổi dép đi trong nhà, vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Tống Thị Vi. Học sinh dạy kèm là một nam sinh, nhưng cậu ta không phải loại người cao to già trước tuổi, mà là một nam sinh đeo kính gọng đen, ngồi đối diện với Tống Thị Vi nên thường xuyên đỏ mặt. Một cậu bé chỉ dám lén lút nhìn người dạy kèm của mình. Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau hẳn một cái bàn. Lúc này, Trần Trứ mới cảm thấy nhẹ nhõm, còn Tống Thị Vi cảm thấy kỳ lạ, vì sao Trần Trứ lại tới đây? Mình gọi cho cậu rất nhiều, sao không bắt máy? Trần Trứ nhỏ giọng hỏi. Mình đang dạy kèm mà, phải để chế độ im lặng chứ. Tống Thị Vi nhìn Trần Trứ, nhẹ nhàng trả lời. Cũng đúng. Trần Trứ biết do mình suy nghĩ quá nhiều, nên ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Người ta đang dạy kèm mà, sao có thể để chuông điện thoại được, hơn nữa đây chính là quy định của trang web mà. Lúc này, Tống Thị Vi nhìn thấy mặt Trần Trứ dần giãn ra, nhưng đây là mùa thu mà trên mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi, thì Tống Thị Vi đã hiểu ra chuyện gì. Trong ánh mặt hiện ra một chút ý cười rất khó phát hiện. Cậu đang lo lắng điều gì vậy? Tống Thị Vi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Mình... Trần Trứ cảm giác như có thứ gì đó chặn ở cổ, không biết trả lời thế nào. Hắn cũng không thể trả lời, bởi vì cậu quá xinh đẹp nên khiến mình có cảm giác không an toàn được. Mình sợ tiếng pháo đêm 30 nổ quá to, khiến cậu không nghe được lời chúc phúc của mình. Đây là một câu thành ngữ trên mạng Trung Quốc. Trần Trứ tức giận trả lời, nhân tiện nói đùa một câu. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, sao cậu muốn bắt nạt mình? Mặc dù Tống Thị Vi không hiểu câu tiếng pháo đêm giao thừa quá to, khiến cậu không nghe được lời chúc mừng có nghĩa là gì. Nhưng cô hiểu rất rõ, trong lòng Trần Trứ đang lo lắng cho mình về vấn đề gì đó, nên mới vội vàng đến đây. Thật ra, đứng dưới góc độ một gia sư, hình như Trần Trứ lo lắng vớ vẩn thì phải. Nhưng dưới góc độ một cô gái, Tống Thị Vi cũng chẳng hiểu vì sao, trong lòng mình đột nhiên có cảm giác vui vẻ. Hành động này của Trần Trứ chẳng khác nào một cây bút vẽ bị gió cuốn đi, trong lúc vô tình thêm một chút màu sắc vào cuộc sống một cô gái vốn dĩ chẳng nhiễm chút hạt bụi nào. Nhưng với tính cách của Tống Thị Vi, cô sẽ không thể hiện quá rõ ràng, dù Trần Trứ lên tiếng chào hỏi chủ căn nhà này rời đi. Cô vẫn bình tĩnh nhìn. Có điều cậu bé đeo mắt kính đen đang được dạy kèm thì khác, cậu rõ ràng cảm nhận được thay đổi của vị gia sư xinh đẹp trước mặt. Mặc dù trước và sau khi anh trai kia đến chỉ thay đổi rất nhỏ, phải miêu tả nó như thế nào đây? Từ sau khi người được gọi là thanh tra kia đến, mặc dù chị gái xinh đẹp vẫn lạnh lùng, nhưng lớp băng mỏng bao quanh người chị gái đã biến mất. Thậm chí, trên mặt nước vốn dĩ phẳng lặng như tờ lại có thêm vài gợn sóng. Thiếu niên đeo kính cận bỗng có cảm giác ghét anh trai thanh tra kia. Bởi vì, thiếu niên có nội tâm yếu ớt thường mẫn cảm, cậu phát hiện ra thái độ của chị gia sư thay đổi bởi vì anh trai mặt trắng kia. Cứ như vậy, đầu óc cậu không tài nào tập trung nổi, mãi cho đến khi giọng nói của chị gia sư dừng lại. Cô nhìn đồng hồ nói, hết giờ rồi. Lúc này, thiếu niên đeo mắt kính mới phản ứng kịp, thì ra mẹ của mình chỉ thuê 2 tiếng để xem hiệu quả thế nào mà thôi. Mẹ! Mẹ, mẹ, thiếu niên đeo kính mắt vội vàng gọi mẹ mình. Đến khi mẹ cậu bé xuất hiện, cậu lập tức nói, mẹ tăng thêm thời gian dạy kèm đi, con muốn tiếp tục học. Hiện tại không dạy được. Tống Thị Vi lắc đầu, chiều chị còn phải lên lớp. Vậy lần sau. Thiếu niên đeo mắt kính đến gần mẹ nói, mẹ, vậy mẹ nhanh chóng thuê toàn thời gian với chị gia sư này đi. Người mẹ trung niên do dự một chút, mặc dù dạy kèm có hiệu quả tốt, cũng không thể nào thuê nhiều như thế được. Một tiếng phải trả 150 tệ, một tuần dạy kèm 4 tiếng đồng hồ, một tháng từ 15 đến 20 tiếng còn được. Nếu nhiều hơn, kể cả gia đình có điều kiện như bà cũng cảm thấy rất khó chống đỡ. Ngay thời điểm hai mẹ con còn đang bàn bạc, thì Tống Thị Vi đã dọn xong đồ rời đi. Theo quy định của trang web học tập,
gia sư không được phép lén lút trao đổi tiền nong với khách hàng. Toàn bộ quá trình đều thông qua bộ phận phục vụ khách hàng kết nối, nếu không nghe lời cảnh cáo, tạo thành ảnh hưởng đến trang web, sẽ chịu mọi hình phạt. Có điều, Tống Thị Vi mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Trần Trứ còn chưa đi. Hắn ngồi ở chỗ bậc cầu thang, trông có vẻ buồn ngủ nên ngáp liên tục, tay còn cầm điện thoại chẳng biết đang nghịch cái gì. Thỉnh thoảng có gia đình sống trong chung cư đi qua, hắn theo bản năng ngồi nép mông lại, cố gắng không làm người qua đường khó chịu. Dáng vẻ đáng thương, cùng với trạng thái buồn ngủ, nhưng vẫn không quên tỏ ra lịch sự. Trần Trứ còn chưa biết dáng vẻ của mình bây giờ đáng thương thế nào. Dù sao hắn nhìn thấy Tống Thị Vi ra ngoài, thì đứng dậy phủi phủi bụi dưới mông, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng tới bến xe bus. Còn chỗ vai trái của hắn, có lẽ do ngồi dựa vào tường nên khiến cả một khoảng dính đầy vôi trắng. Vì lo lắng cho mình, mà cậu ấy ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ chờ mình sao? Tống Thị Vi âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên cô nhớ đến giờ tự học buổi tối lúc còn học cấp 3. Một nam sinh vẫn luôn hướng nội ít nói, bởi vì không muốn mình bị quấy rầy mà đứng ra bảo vệ trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Lông mi thật dài của Tống Thị Vi khẽ chớp chớp. Đột nhiên, cô rất muốn lại gần giúp đỡ Trần Trứ phủi lớp vôi trắng đang bám trên áo kia đi. Nhưng ngay lập tức, cô cảm giác cử chỉ đó hình như hơi thân mật thì phải. Ngay thời điểm cô còn đang do dự, Trần Trứ đang đi trước bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt Tống Thị Vi lập tức quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ. Mình dự định xóa thông tin của cậu trên trang web học tập. Trần Trứ muốn trao đổi chuyện chính. Vừa rồi, hắn không phải cố tình không để ý Tống Thị Vi, mà có lý do vừa mới tỉnh ngủ, nên vẫn còn mơ màng. Vì sao? Tống Thị Vui cúi đầu nhìn xuống chân, vì cô không muốn Trần Trứ nhìn thấy nét mặt của mình bây giờ, nhưng cô rất muốn từ chính miệng Trần Trứ nói ra lý do. Mình không thể lúc nào cũng đi theo cậu thế này được. Trần Trứ bất đắc dĩ nói. Ồ, Tống Thị Vi gật đầu. Lúc này, một chiếc xe con lướt qua, cuốn theo từng chiếc lá rụng bay lên không trung. Chẳng hiểu tại sao, Tống Thị Vi có cảm giác ngay cả cơn gió cũng thêm phần lưu luyến, đến mặt trời cũng thêm phần lãng mạn. Mùa thu đúng là mùa thật tốt, bởi vì nó trung hòa giữa mùa hè và mùa đông, một chút nóng, lại pha thêm một chút lạnh. Trong lòng Trần Trứ quả thật đất đắc dĩ. Chuyện này giống như việc áp đi nhờ xe tích tích ở thời sau, những nữ sinh có vẻ bề ngoài xuất sắc sẽ chẳng bao giờ biết được mình gặp phải tên lái xe biến thái thế nào. Đương nhiên, công việc gia sư sẽ bớt đi một phần nguy hiểm, dù sao những vị phụ huynh có thể thuê được gia sư đều thuộc gia đình có điều kiện, nên mức độ đánh đổi của bọn họ sẽ cao hơn bình thường. Nhưng loại cấp bậc như Du Huyền và Tống Thị Vi này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có cách giải quyết nào cho ổn thỏa cả. Trần Trứ nghĩ thầm, chủ nhật này cá lúc lắc cũng phải hoàn thành xong buổi dạy kèm kia. Khi đó, hắn nhất định phải tự mình đưa cô đi, sau đó cũng xóa thông tin của cô ở trong web. Cuối tuần này cậu rảnh không? Ở bến xe bus, Tống Thị Vi đột nhiên hỏi. Cuối tuần, Trần Trứ nghĩ xem vì sao Hoa Khôi Tống lại hỏi câu này. Đột nhiên, hắn nhớ ra Mao Thái Hậu từng nói, cuối tuần này Tống Tác Dân về Quảng Châu, ông ấy dự định mời hai nhà cùng nhau ăn cơm. Cậu muốn nói tới chuyện ăn cơm sao? Mình thấy không thành vấn đề. Trần Trứ mỉm cười nói, nếu sau này mình bắt nạt cậu, sợ rằng giám đốc Tống sẽ gọi cảnh sát đến, sau đó bắn mình mấy viên đạn không chừng. Trần Trứ tưởng mình đùa hài hước. Không ngờ, Tống Thị Vi lại nhìn hắn, bình tĩnh nói, vậy sao cậu lại bắt nạt mình? Mình, Trần Trứ nghẹn lời, nhưng nếu sau này hai bên đi lại gần gũi với nhau, thì cô đúng là người chịu thiệt. Cũng may, lúc này xe bus đưa hai người về trường đã đến, nên cả hai lần lượt bước lên xe. Tống Thị Vi vẫn theo thói quen ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, để lại vị trí bên cạnh đường đi, còn Trần Trứ cũng như bình thường ngồi xuống chỗ đó. Tống Thị Vi không hỏi thêm vấn đề bắt nạt nữa. Trần Trứ cũng không ngu đến mức nhắc lại chuyện này. Cả đường đi, hai người chẳng nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng xe bus cua gấp nên đầu gối hai người sẽ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Sau khi xuống bến xe bus, Trần Trứ định kiếm chút gì đó ăn sau đó mới lên lớp học, còn Tống Thị Vi muốn cầm sách vở về phòng ký túc nên Trần Trứ nói, vậy mình đi trước đây. Được, Tống Thị Vi gật đầu nói. Nhưng Trần Trứ vừa đi được hai bước thì nghe giọng Tống Thị Vi ở phía sau nhắc nhở, chỗ vai áo cậu có dính vết vôi. Trần Trứ liếc nhìn rồi phủi phủi mấy cái, chỉ là phủ không thể sạch hết được.
Trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc quần bò bao bọc đôi chân thẳng tắp đang lại gần chỗ mình. Trần Trứ ngẩng đầu lên, hắn nghĩ chẳng lẽ Tống Thì Vi lại giúp mình phủi áo. Mối quan hệ của hai người đã đến mức tiếp xúc gần như vậy rồi sao? Cậu trở về. Tống Thì Vi đứng đó nhìn bờ vai bẩn của hắn, nhưng không làm gì cả, chỉ lạnh lùng nói, tốt nhất thay một chiếc áo khác. Cô nhắc nhở xong thì xoay người đi về phía ký túc xá. Còn tưởng rằng có được sự phục vụ của Hoa Khôi Tống Trứ, Trần Trứ nghĩ thầm. Thực tế, vừa rồi Tống Thì Vi định làm thế thật, nhưng cô nhìn thấy một nhóm sinh viên đang đi tới, nên đã đổi thành nhắc nhở. Có điều, trên đường trở về phòng ký túc, Tống Thì Vi cảm thấy bầu trời hôm nay thật sáng. Trong khuôn viên trường có hai hàng cây xanh, xung quanh còn có thấp thoáng những cây hoa nhỏ, màu vàng thanh nhã, mà trắng tinh khiết, màu tím nồng nhiệt mà sâu lắng, mỗi cây đều đua nhau nở bông, thật là đẹp. Reng reng reng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là cha Tống Tác Dân gọi đến. Con đang nghỉ chưa sao? Tống Tác Dân mỉm cười hỏi, cha gửi tin mà không thấy con nhắn lại. Không phải. Tống Thì Vi trả lời, con đi dạy kèm. Dạy kèm. Tống Tác Dân giật mình, sau đó lập tức hỏi, là trang web học tập kia sao? Con đi một mình. Khi lão Tống nhắc đến hai từ một mình, giọng điệu của ông vừa có chút lo lắng lại có ý trách móc. Không phải. Tống Thì Vi vừa đi ngang một hàng hoa quế, nên ngửi được mùi thơm ngọt ngào, sau đó nhẹ nhàng trả lời, Trần Trứ luôn ở bên ngoài chờ con. Ha ha, thì ra là như vậy. Lúc này, Tống Tác Dân mới đổi giận thành vui. Bản thân ông sao nỡ trách con gái yêu được, mà trách móc kia là dành cho Trần Trứ. Mà thằng nhóc này làm rất tốt. Cha đã xem qua trang web của thằng bé rồi, nếu điều hành chuẩn chỉ thì hiệu quả sẽ không kém đâu. Tống Tác Dân vui mừng nói, lại còn nói đùa một câu, nhưng lá gan cậu ta cũng lớn đấy, thế mà trong bài phỏng vấn dám trực tiếp tỏ tình với con. Con cũng không biết đâu, mẹ con khi biết chuyện phản ứng lớn thế nào. Bà ấy nói, nếu Trần Trứ không xin lỗi, thì sẽ không cùng thằng bé ăn cơm cùng nhau đấy. Chương 196, cô gái kia là mình sao? Tống Thì Vi nói chuyện với cha một lúc, cho đến khi đến phòng ký túc xá mới dừng lại. Nhanh lên lớp thôi, cậu trở về làm gì thế? Bạn cùng phòng Tòng Ni đang định ra ngoài, buồn bực hỏi. Lấy sách, Tống Thì Vi trả lời ngắn gọn. Cậu gọi, điện thoại, bảo mình cầm giúp cậu không được à? Tòng Ni luôn nghĩ đủ mọi cách để có thể thân cận được với Tống Thì Vi, để hai người kéo gần quan hệ. Đáng tiếc, một học kỳ chuẩn bị trôi qua rồi, mà Tống Thì Vi vẫn đối xử với cô khá lạnh lùng. Hai người có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, tâm sự vài ba câu, nhưng còn cách vị trí bạn thân xa tít mù tắp. Có đôi khi, Tòng Ni còn suy nghĩ, thật ra Tống Thì Vi đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi, chỉ là lười vạch trần ra mà thôi. Trừ khi, nói về Trần Trứ, nếu không Tống Thì Vi đều trả lời khá ngắn gọn và lạnh lùng. Trưa nay cậu đi dạy kèm, cảm giác thế nào? Hai người đi xuống dưới, Tòng Ni bèn hỏi. Cũng được, học sinh dạy kèm học lớp 10 nên môn ngữ văn cũng không khó lắm. Tống Thì Vi nhẹ nhàng trả lời. Vi Vi, cậu làm như vậy cho trang web gia sư của Trần Trứ, cậu ấy biết chắc rất cảm động nhỉ. Tòng Ni mím môi, cố gắng lái chủ đề dính líu một chút lên người Trần Trứ. Không biết. Tống Thì Vi lắc đầu, nếu nói đến cảm động, hình như trưa nay người cảm động phải là mình mới phải. Có điều, Tống Thì Vi sẽ không kể việc cá nhân, nếu cần một người tâm sự cô sẽ nói vài câu với Mưu Giai Văn, còn những chuyện này Tòng Ni còn chưa đủ để biết được. Mình đoán, trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ kỹ chuyện này. Tòng Ni cảm giác câu này của mình như biến mất, nên cô cố tình gợi thêm một câu chuyện, vì vậy cô mỉm cười nói. Nhưng cậu ấy có can đảm tỏ tình với cậu ngay trên mặt báo, cũng coi như thái độ biết gánh vác trách nhiệm đấy. Tòng Ni nói câu này, một phần vì lấy lòng Tống Thì Vi, bởi vì cô cảm nhận rất rõ thái độ của Tống Thì Vi với Trần Trứ rất khác thường. Một phần nữa là cô cũng phải khen ngợi Trần Trứ. Vốn dĩ, cô tưởng rằng Trần Trứ chỉ là một tên ăn bám, nhưng không ngờ cậu ta lại có tài như vậy, âm thầm làm ra chuyện lớn đến thế. Tống Thì Vi không nói gì, thật ra câu trả lời đã có cô gái mình thích của Trần Trứ, thì mấy người quanh cô đều tưởng rằng nói cô. Mẹ Lục Mạn còn suýt nữa không chịu nổi cơn tức này. Con gái vì Trần Trứ mà không thi Thanh Bắc, Trần Trứ lập nghiệp khi phỏng vấn còn tỏ tình với con gái mình ngay trên mặt báo. Hai đứa này giỏi lắm,
muốn chơi như vậy đúng không? Cũng may Tống Tác Dân bên cạnh khuyên bảo, nếu không chẳng biết Lục Mạn đã làm ra hành động quá khích nào nữa. Còn trong nhóm cấp 3, ai cũng biết hành động lập nghiệp của Trần Trứ, thậm chí bài phỏng vấn của hắn còn được chụp lại, ghim ở trong nhóm. Mọi người đều trêu đùa giai thoại tình yêu của Trần Trứ và Tống Thì Vi ngay khi còn học cấp 3. Bọn họ còn đặt cho hai người một biệt danh Kiến Vi Chi Trứ, tức là gặp gì biết nấy, đây là lối chơi chữ. Tống Thì Vi đến phòng học, đến chỗ mình ngồi xuống. Cô thấy giáo viên còn chưa tới, nên tranh thủ mở điện thoại ra đọc tin tức tài chính, không ngờ tin. Nhắn của Mưu Giai Văn hiện lên. Gia Văn, Trần Trứ công khai tỏ tình với cậu, còn cậu có hành động gì đáp lại hay không? Vivi, không có. Giai Văn, Vivi, mình khuyên câu nên nghiêm túc một chút. Mặc dù hai người đã xác định quan hệ từ khi cấp 3, nhưng cậu phải nhớ kỹ một câu mình hay nói, yêu đương là có qua có lại. Đến tận bây giờ Mưu Giai Văn vẫn nghĩ, nếu ngày đó khi Hoàng Bách Hàm tỏ tình, bản thân mình dũng cảm mạnh dạn đón nhận, thì khả năng hai người sẽ không rơi vào tình huống thế này. Con người đôi khi là vậy, một khi thành công sẽ rất ít khi kiểm tra lại, nhưng sẽ thường xuyên trằn trọc vì những thứ nuối tiếc, hối hận đến không ngủ yên nổi. Tống Thì Vi nhìn đoạn tin nhắn mà cô bạn gửi đến. Cô do dự một lúc, sau đó nhắn tin trả lời một câu, Giai Văn, cô gái kia là mình thật sao? Nhưng Tiểu Mưu còn chưa trả lời lại, thì đột nhiên Hạ Dụ gọi điện thoại tới. Học tỷ Hạ. Tống Thì Vi hơi ngạc nhiên, cô không biết tại sao Hạ Dụ lại gọi điện cho mình. Chào học tỷ Hạ. Tống Thì Vi nhấn nút nghe, sau đó cứ vậy nghe đối phương nói chuyện. Có điều, hình như Hạ Dụ rất khó mở miệng, nên toàn nói mấy câu kiểu hôm nay em đi học sao, hay là thời gian nhanh thật, đã đến tháng 12 rồi. Cứ nói bóng nói gió một lúc lâu, sau đó khó khăn lắm mới nói ra chủ đề chính. À mà, em có rảnh không? Chị mời em ăn một bữa. Hạ Dụ hỏi. Tống Thì Vi suy nghĩ chút rồi hỏi, mời mình em. Đúng đúng. Hạ Dụ liên tục nói mấy câu đúng, trước. Trước tiên em đừng nói với em Trần. Tống Thì Vi cầm lấy điện thoại, ánh mắt nhìn xuống bàn, cô suy nghĩ mục đích của Hạ Dụ là gì. Bên phía Hạ Dụ, cô nghe thấy bên kia bỗng nhiên im lắng, nên bỗng nhiên có cảm giác lo lắng giống như đối mặt với Trần Trứ, nên cắn chặt răng nói ra sự thật. Tống sư muội, chị biết bây giờ Trần sự đệ đang dồn hết sức lực cho trang web học tập nên rất ít quan tâm đến bọn chị. Nhưng bọn chị một chút cũng không hề lười biếng. Hiện tại, bọn chị đã làm theo đúng ý trước đó của Trần Trứ, tiến hành sửa chữa lại giao diện một lần nữa. Hôm qua, chị nhắn tin chúc mừng Trần Trứ công bố trang web học tập nhưng mà cậu ấy còn chưa nhắn tin trả lời. Cho nên, bọn chị rất lo lắng, không biết Trần Trứ có phải đang giận hay không. Cho nên, chị định mời em ăn một bữa. À, để tâm sự với em một chút về suy nghĩ của bọn chị. Thật ra, Tống Thì Vi rất thông minh, khả năng tư duy của cô là do môi trường gia đình. Có một vài mối quan hệ xã giao và cách giao tiếp, mặc dù cô sẽ không tự mình làm, nhưng không có nghĩa cô không hiểu. Giống như người bạn cùng phòng tòng ni của cô, dù cô bạn này giấu giếm rất cẩn thận, nhưng cô đã đoán là mục đích của người này khi tiếp xúc với cô từ lâu rồi. Cô chỉ có một phương diện còn thiếu là bản thân chưa từng yêu đương, nên vấn đề này cô chẳng có kinh nghiệm gì. Cho nên, lời Hạ Dụ vừa nói, Tống Thì Vi hiểu hết, người ta muốn mình nói hộ. Trước đó, Trần Trứ đã từng nói với Tống Thì Vi. Hắn cảm thấy nhóm người Hạ Dụ chưa biết vị trí của mình ở đâu, cho nên từ khi mở công ty hay đứng dưới góc độ nghiệp vụ, và mối quan hệ cạnh tranh giữa hai bên, Trần Trứ đều muốn thúc đẩy một đoàn đội khác. Cho nên, trang web học tập xuất hiện sau nhưng lại vượt trước. Trang web này đã lên thị trường, còn trang web An Cư vẫn nằm im bất động, Trần Trứ còn chẳng thèm ngó ngàng đến. Vì vậy, nhóm người Hạ Dụ không lo lắng làm sao được, các cô sợ Trần Trứ đột nhiên thay người. Lúc này, Trần Trứ đã có năng lực thích thay đổi hạng mục nào cũng được rồi. Khi nào? Tống Thì Vi đồng ý. Cô quyết định quan sát thái độ của đám người Hạ Dụ trước cái đã, đương nhiên chuyện này cô sẽ nói cho Trần Trứ biết. Ngày mai, thứ sáu được chứ? Hạ Dụ hỏi, cô không biết thói quen sinh hoạt của Tống Thì Vi, tưởng thứ sáu là thời gian rảnh rỗi nhất. Ngày mai không được. Tống Thì Vi trả lời, ngày mai em phải về nhà, cuối tuần không có hoạt động gì. Cuối tuần thế nào? Được, vừa hay có thời gian cho bọn chị hoàn thiện trang web An Cư. Cảm ơn Tống sư muội. Hạ Dụ thấy Tống Thì Vi đồng ý, hoàn toàn khác thái độ lạnh nhạt bên phía Trần Trứ, thì cảm động nói,
hiện tại cũng chỉ có em mới thuyết phục được Trần Tổng. Em nhất định phải đứng về phía trang web An Cư đấy, nhất định. Tống Thì Vi kiên nhẫn an ủi hai câu, rồi mới cúp điện thoại. Lúc này, cô đã nhìn thấy tin nhắn trả lời của Miu Giai Văn. Giai Văn, cô gái kia tất nhiên là cậu rồi, không cậu thì là ai? Cậu đừng nghĩ lung tung, một khi đã yêu thì phải tin tưởng. Lúc này, giáo viên đã bước vào phòng học, nên Tống Thì Vi nhẹ nhàng cất điện thoại đi. Đúng vậy, mọi người đều nghĩ đó chính là mình. Đến ngay cả mình, hình như cũng có chút mong chờ. Như vậy, đó chính là mình rồi. Tống Thì Vi ưỡn ngực lên, tĩnh tâm nghe giảng bài. Tống Thì Vi đang học, thì Trần Trứ cũng đang học. Sau khi học xong 3 tiết, Trần Trứ còn nhận được tin tức tốt từ phía Trịnh Cự. Anh ta nói, phòng máy chủ bên phía Học viện Công nghệ Thông tin đã trống rồi. Đoàn ủy sẽ dùng chức danh đơn vị chỉ đạo lập nghiệp tiến hành xin sử dụng, lần này chắc chắn sẽ không bị từ chối. Chậm nhất là cuối tuần là Trần Trứ có thể sử dụng. Trần Trứ biết ý định của đoàn ủy, bọn họ nghĩ muốn nắm chắc vị trí đơn vị chỉ đạo của công nghệ thông tin xui hùi. Nhưng chuyện này chẳng hề có chút ảnh hưởng gì, dù sao đây cũng là người thật việc thật. Đương nhiên, trong bài phỏng vấn vừa rồi, Trần Trứ cũng cố ý cảm ơn đoàn ủy đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu lần sau hắn muốn quảng cáo, bản thân dự định trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới đoàn ủy lần nữa. Hơn nữa hắn còn nhấn mạnh cảm ơn từng người cụ thể. Bọn họ muốn như vậy thì mình sẵn lòng phối hợp thôi. Trần Trứ vừa suy nghĩ, vừa bước vào phòng quản lý phát triển. Trong tòa nhà tổng hợp, hắn vừa mở cửa phòng đánh máy nhỏ ra thì Kỳ Chính nghe được tiếng động bèn đi tới. Sắc mặt của ông có chút giật mình, ánh mắt như muốn nói sao cậu không ở ngoài đánh ra một phen sự nghiệp, vì sao còn về đây làm mấy việc vặt làm gì chứ? Thầy Kỳ, Trần Trứ vẫn giống như trước đây, đứng đó lễ phép chào hỏi. Ừ, Kỳ Chính gật đầu, rồi quay trở lại phòng làm việc, nhưng một lát sau ông đã quay trở lại. Trần Trứ, cậu qua đây một chút, trưởng phòng Uông và tôi đều muốn gặp cậu nói chuyện chút. Trần Trứ bình tĩnh gật đầu, nếu đúng như dự đoán của hắn, thời đại 1.0 của hắn ở khoa quản lý dự toán sắp kết thúc. Nhưng may mắn thay, thời đại 2.0 cũng là người một nhà, Viên Viên chuẩn bị bước lên sân khấu rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Ai Thi Công Chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Nửa Quan Nửa Thương. Trong văn phòng, có trưởng phòng Uông Quý, Kỳ Chính và Trần Trứ, ba người ngồi vòng quanh trên ghế salon. Ba người này đều là cán bộ hành chính, tuy ngoài mặt Trần Trứ không phải, nhưng thật chất hắn cũng ở bên trong thể chế. Cho nên, trong cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ không bao giờ ấp úng hay lạnh lùng. Trần Trứ nói với tôi có làm một trang web, mở một công ty nhỏ, tôi còn tưởng đúng là vậy chứ. Kỳ Chính lên tiếng trước, ông sờ tóc thở dài nói, không ngờ mức độ ảnh hưởng lại lớn như vậy. Vừa rồi, nghe sếp Uông nói, sáng nay trường học mở hội nghị, hiệu trưởng Hứa còn nhắc lại chuyện này. Chỉ là em may mắn thôi. Trần Trứ khiêm tốn nói, thật ra, em dự định thông qua báo Triều Dương Thành viết một bài quảng cáo. Nhưng biên tập bên kia cảm thấy vấn đề sinh viên đứng ra lập nghiệp có tính chủ đề, cùng thể hiện chính sách nhà nước, nên chuyển qua phỏng vấn một chút. Câu này có thật có giả, bởi vì Trần Trứ không nói mình quen với Đặng Chi để tránh việc gây ra ảnh hưởng đến hình tượng lập nghiệp mà hắn mới đạt được. Nhưng qua câu nói này, hắn vừa vặn giải thích vì sao tờ báo lại chuyển một bài phỏng vấn đến vị trí B03 kia. Vậy à, Uông Quý và Kỳ Chính chợt hiểu ra. Hai người đều làm công việc phê duyệt công tác, mặc dù hai ngày qua đã lướt qua trang web học tập, nhưng bọn họ chỉ là người bình thường muốn vào xem có biết, chứ thật ra không hiểu quá trình tạo ra một trang web khó khăn và phức tạp như thế nào. Bọn họ chỉ hiểu đúng một vấn đề, à thì ra nó sử dụng như thế này. Thật ra, trong quá trình xây dựng trang web gặp phải một số khó khăn. Trần Trứ giống như nói chuyện bình thường, chủ yếu là vấn đề định vị trang web, khiến mọi người xảy ra tranh luận. Sau đó, em có nhớ đến một câu sếp Uông từng nói, phòng phát triển quy hoạch muốn đặt việc phục vụ thầy trò toàn trường lên hàng đầu. Nên đầu óc em lập tức vận chuyển, định vị trang web xoay quanh hai từ phục vụ. Khi đó, các bạn trong nhóm còn chưa hiểu được. Nên em dùng lại một câu của thầy Kỳ để giải thích cho bọn họ hiểu. Đó là, nước chảy không tranh trước sau, thứ quan tâm nhất phải là đều đều chảy không ngừng. Chỉ có dùng cái tâm để phục vụ,
mới khiến công việc được tồn tại lâu dài. Thực tế, Trần chứ không biết Kỳ Chính hay Uông Quý đã nói câu này hay chưa, hoặc ngay cả đến hai vị đang ngồi đây cũng không nắm chắc đã nói lúc nào. Nhìn thì có vẻ da mặt Trần chứ dày, vì muốn nịnh hót mà nói ra một số câu khiến người bình thường phải đỏ mặt. Nhưng người trong nghề thì sao? Một khi bản thân đang ở trong khu vực người có chức có quyền, bản thân đừng quá câu nệ tiểu tiết. Cũng đừng việc gì phải đỏ mặt, càng không nên quan tâm ánh mắt người khác khi cần thiết phải biết nói mấy câu nịnh nọt. Chỉ cần làm đến mức độ này, chỉ cần nửa năm thôi, sự nghiệp chắc chắn bước vào giai đoạn mới. Chuyện này chỉ cần nhìn Uông Quý và Kỳ Chính là biết ngay. Mặc dù bọn họ không biết rõ ràng, nhưng trong lòng sẽ vui mừng bởi vì câu này chứng tỏ Trần Trứ nhớ rất rõ nhưng câu nói vu vơ của bọn họ. Vừa rồi, tôi và khoa trưởng Kỳ có bàn bạc một chút. Sự nghiệp của em vừa mới cất bước, hơn nữa còn được lãnh đạo trong trường quan tâm, mà vì mấy việc nhỏ trong khoa mà giữ em lại, thì người ngoài sẽ đánh giá chúng tôi là không muốn cho em phát triển. Uông Quý mỉm cười nói, trong câu nói tỏ rõ muốn thả người. Còn phía Kỳ Chính tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Ông vất vả lắm mới tìm được người hài lòng, vừa biết đối nhân xử thế lại vừa biết làm việc, nên bản thân muốn bồi dưỡng cậu sinh viên này. Không ngờ, vàng dù ở đâu cũng có thể phát sáng, chỉ cần hơi không chú ý thằng bé đã nổi danh ở một ngành nghề khác. Trần Trứ vẫn ngồi trên ghế salon, hai tay đặt ở đầu gối. Hắn thể hiện ra bản thân không hề ấp úng cũng không hề xuề xòa, mà vẫn đúng tiêu chuẩn như mọi ngày. Mặc dù việc khởi nghiệp khá bận rộn, nhưng cũng không đến mức tối mày tối mặt. Trần Trứ chân thành nói, nếu có thời gian đến đây viết công văn, ngược lại sẽ khiến cho bản thân em dần bình tĩnh trở lại. Câu này Trần Trứ nói thật, việc này giống như một người nghiện thuốc lâu năm, đột nhiên bảo hắn cai thì đúng là khó mà quen ngay được. Trần Trứ là công chức nhà nước, cả chục năm hắn chỉ ăn với viết công văn. Nên có đôi khi hắn tưởng tượng công văn giống như đang chơi mạt chược, đấu địa chủ và nó chẳng khác gì một trò chơi giải trí. Chính vì vậy, trong quá trình viết công văn khiến tâm trạng của hắn bình tĩnh lại, khiến tâm trạng vừa mới thấp thỏm dần ổn định lại. Trần Trứ, cậu có ý gì cứ nói thẳng ra. Công việc của Kỳ Chính quả thật rất bận rộn, mà từ khi có mặt Trần Trứ ông cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho nên, khi ông nghe được có khả năng xoay chuyển tình thế, thì mong chờ hỏi một câu. Sau này, nếu trong khoa có những công văn cỡ lớn, thì em xin được phép tiếp tục xông pha đi. Làm, Trần Trứ hài hước nói, trong tòa nhà tổng hợp mà có một căn phòng làm việc nhỏ, nói ra cũng là một chuyện vô cùng đắc ý đấy chứ. Ha ha ha, cả Uông Quý và Kỳ Chính đều mỉm cười. Sau đó Uông Quý hỏi, bây giờ, văn phòng công ty của bọn em đặt ở đâu? Viện trưởng thư của lĩnh viện cho bọn em sử dụng một phòng làm việc tại thung lũng công nghệ. Trần Trứ sẽ không bao giờ nói dối những vấn đề kiểu này. Uông Quý và Kỳ Chính liếc nhìn nhau. Một công ty vừa mới thành lập không lâu đã có văn phòng của trường. Điều này chứng tỏ học viện cực kỳ ủng hộ sinh viên lập nghiệp. Còn chuyện Trần Trứ đề nghị, Kỳ Chính nghĩ một chút rồi nói, công văn cỡ lớn thì cùng lắm một năm viết 2-3 phần, nếu để tôi viết thì thời gian sẽ dài hơn, còn Trần Trứ viết sẽ nhanh hơn. Nếu cậu có thể bớt chút thời gian, thôi thì tôi làm phiền cậu một chút cũng được. Dạ không sao. Trần Trứ trực tiếp đồng ý, sau đó lại hỏi Uông Quý và Kỳ Chính, nhưng nếu là công việc hàng ngày trong phòng thì sao ạ? Em còn lo lắng cái này làm gì? Uông Quý khoát tay, đến lúc đó, sẽ tuyển thêm một người mới, mặc dù biết chắc là không bằng em, nhưng đánh chữ được là ổn rồi. Trần Trứ suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra, em muốn đề cử với lãnh đạo một người. Là nữ sinh học viện ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, điểm văn thi đại học còn cao hơn cả em. Tính cách cô bé này lại cẩn thận, trình độ công văn đã được rèn luyện qua, hẳn là không chênh lệch mấy. Tình huống này nói thế nào đây, bản thân vừa mới rời khỏi vị trí đã không còn khả năng sắp xếp người kế nhiệm bởi vì một đời vua một đời thần. Bản thân vừa mới có quyết định rời đi thì trong lòng lãnh đạo chắc chắn đã có người thay thế thích hợp. Nhưng đây không phải tình huống bên trong thể chế, cho nên còn chưa có người thay thế phù hợp. Mà Kỳ Chính nghe thấy Trần Trứ khen ngợi như vậy, bèn quyết định thử xem sao. Trần Trứ lập tức gọi Viên Viên tới, cô bé vừa đến đã chào hỏi rất lễ phép. Từ vẻ bề ngoài, Uông Quý và Kỳ Chính đều tỏ ra vô cùng hài lòng. Bọn họ sẽ không bao giờ tuyển nữ sinh xinh đẹp bởi vì rất dễ tạo ra tin đồn. Giống như một nam giáo sư chỉ đạo nữ sinh làm luận văn thì trong phòng có bao nhiêu cửa đều phải mở hết cả ra.
Nếu chẳng may nhân viên dọn vệ sinh đi qua đóng lại, thì giáo sư sẽ vội vã hơn bất kỳ người nào chạy đến mở cửa ra. Vừa hay, Uông Quý có một phần văn kiện cần phải đóng dấu, nên ông trực tiếp lấy ra, coi như một bài phỏng vấn. Triệu Viên Viên được Trần Trứ huấn luyện trong một khoảng thời gian rồi. Như nói một cách thật lòng, trình độ công văn còn chưa đủ, nhưng cách viết một công văn cho đúng quy phạm sẽ thuộc lầu lầu. Cho nên, Trần Trứ yên tâm để Viên Viên làm công văn kia, còn mình thoải mái đến văn phòng ở Thung Lũng Công Nghệ. Có điều, đây là lần đầu tiên Viên Viên làm việc, khả năng cô bé sẽ có chút căng thẳng. Đầu tiên cô bé kiểm tra lại cách thức và lỗi chính tả, mãi cho đến khi không tìm thấy một chút sai lầm nào nữa mới thôi, cho nên phải đến tận 8 giờ tối mới hoàn thành. Lúc này, bên trong nhà ăn, các ô mua cơm đã đóng gần hết, nhưng Trần Trứ chờ Viên Viên nên vẫn ngồi đó không ăn gì. Anh Trần Trứ, Viên Viên sờ sờ cái bụng đã hao đi một vòng, rồi đưa ra lời đề nghị, chúng ta đến cửa Thanh Chân gọi mì ăn đi. Trong phòng ăn số 5, cửa đồ ăn Thanh Chân phải muộn mới mở, nên những sinh viên nào để quá giờ ăn đều đến đó chọn món ăn tạm. Nhưng lần này Trần Trứ không đồng ý. Thời điểm anh làm thêm ở khoa quản lý dự toán, ăn khuya còn phải bỏ tiền ra. Nếu làm vậy sẽ xem thường quyền lực trong tay mình rồi. Trần Trứ lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Cự, anh đến cửa hàng đồ nướng, em giới thiệu một người cho anh làm quen. Lúc này, Trịnh Cự mới biết Trần Trứ sẽ không giống như trước kia, làm thêm ở trong phòng phát triển quy hoạch nữa. Đây cũng là điều anh ta đoán được, bởi Trần Trứ đã thành lập công ty nên phải dồn sức để kinh doanh. Dù sao mọi thứ đều có được có mất. Sau này mình đến khoa quản lý dự toán xin kinh phí, sẽ không còn cốc trà nóng dành cho mình nữa rồi. Trịnh Cự thở dài trong lòng. Đột nhiên Trần Trứ chỉ vào cô bé mập đáng yêu bên cạnh nói, khả năng con bé sẽ là người tiếp nhận vị trí của em. Cái gì? Vậy mà cậu cũng làm được? Trịnh Cự giật mình. Anh ta nghĩ thầm, vậy chẳng phải không mất cái gì sao? Mà còn giữ lại một con đường phía sau lập nghiệp. Anh gọi mấy đại tướng dưới trướng anh tới đi, ra em gặp gái em một lần, cho người một nhà nhận biết lẫn nhau. Trần Trứ nói đùa một câu. Qua đây hắn cũng nói cho đoàn ủy biết sau này đến khoa quản lý dự toán, biết nên chờ ở đâu. Trịnh Cự lập tức gọi mấy người hội học sinh tới, từ chủ tịch Triệu Thần, bí thư Thượng Đông Linh, bộ trưởng bộ tổng hợp Lăng Lực Phong, bộ trưởng bộ liên lạc Đào Lị, bộ trưởng bộ phụ vụ hạng mục Mã Thiệu Quang đều gọi tới hết. Cuối cùng, anh ta vẫn nên nể mặt Trần Trứ, còn gọi cả bộ trưởng Đỗ Tu bộ tuyên truyền đến nữa. Bình thường, Trịnh Cự và Đỗ Tu chẳng tiếp xúc nhiều bởi vì địa vị bộ tuyên truyền quá thấp, chẳng có tiếng nói gì trong hội học sinh. Trần Trứ đã quen biết từ trước với đám người Triệu Thần, nên bọn họ vừa đến đã gọi một tiếng Trần Tổng, còn chủ động rót bia mời hắn. Bộ trưởng bộ liên lạc Đào Lị còn mạnh miệng nói, nếu bản thân không thi đậu nghiên cứu sinh sẽ đến xin Trần Trứ làm việc, nên hỏi hắn có công việc nào tiền lương cao, không mệt, mà chức vị tạm được không. Trần Trứ khách sáo trả lời, chỉ cần học tỷ Đào Lị tới làm việc, mình sẽ lập tức thoái vị nhường cho chị, còn bản thân sẽ là nhân viên. Vừa nói chuyện, hắn vừa giới thiệu Triệu Viên Viên với mọi người. Trịnh Cự dẫn đầu, các vị từ chủ tịch tới bộ trưởng đều lần lượt cụng ly với Triệu Viên Viên, hai bên còn thêm cách thức liên lạc lẫn nhau. Lúc này, Triệu Viên Viên mới hiểu được, thì ra mạng lưới quan hệ của anh Trần Trứ ở trong trường rộng như vậy, mà bình thường anh ấy chẳng thể hiện ra một chút nào. Cả nhóm người ăn đến tận 10 giờ tối, Trần Trứ mới đưa Viên Viên trở lại ký túc xá. Mấy vị học tỷ học trưởng này đều rất được, có cơ hội em giao tiếp học tập bọn họ nhiều hơn một chút. Trần Trứ dặn dò Triệu Viên Viên vài câu, tử lượng của hắn giống với cha mình là Trần Bồi Tùng, uống rượu chưa biết say là gì. Mà với kinh nghiệm rượu bia, uống càng nhiều đầu óc càng trở nên tỉnh táo. Em biết rồi anh Trần Trứ. Triệu Viên Viên ngoan ngoãn trả lời, sau đó trở lại phòng ký túc xá. Viên Viên, hôm nay cậu uống rượu sao? Mấy bạn trong phòng ngửi thấy quần áo Viên Viên đều có mùi rượu, nên hỏi. Ừ, anh Trần Trứ gọi mình ra ngoài ăn khuya. Trần Trứ vui vẻ trả lời. Hiện tại, đám bạn cùng phòng đối xử với Triệu Viên Viên cũng được, ít ra vẻ bề ngoài cũng không có mâu thuẫn gì. Nhất là mọi người biết được anh Trần Trứ trong câu nói của Viên Viên chính là Trần Trứ đang nổi dần dần ở lĩnh viện kia. Cả đám đều vô cùng tò mò, nhất là Lưu Hề Ninh bĩu môi khinh thường. Cô chính là cô bạn cùng phòng A kia, lúc trước dẫn đầu muốn cô lập Triệu Viên Viên. Bởi vì, Tống Thị Vi thường xuyên đến gọi Triệu Viên Viên đi ăn, cho nên Lưu Hề Ninh không dám làm gì quá đáng.
nhưng cô chỉ nghĩ Triệu Viên Viên quá may mắn, lại quen biết được hai người nổi tiếng trong trường kia. Cô ngửi thấy mùi rượu trên người Triệu Viên Viên, rồi thêm cả mùi đồ nướng nữa, nên Lưu Hề Ninh cảm thấy đói bụng. Thế là, cô bèn lấy ra lò vi sóng giấu trong tủ ra, rủ mấy bạn cùng phòng khác, chúng ta nấu mì tôm ăn đi. Chương 198, thể hiện cần gì tôi phải ra mặt. Sinh viên năm 2007 và sinh viên 2024 chẳng khác nhau là mấy, thể chất cứ đến đêm khuya là đói. Chỉ có một điều khác biệt là sinh viên năm 2024 sẽ ra ngoài ăn, còn năm 2007 không ăn ở ngoài, có ăn thì chỉ lén nấu mì ở trong phòng ký túc. Hai bạn cùng phòng khác là Diêu Bội Dung và Vệ Ni nghe xong thì lập tức từ trên giường nhảy xuống. Ba người làm việc khá nhanh, chưa qua bao lâu đã có nồi mì thơm phức được bưng lên. Lưu Hề Ninh múc cho mình một bát, sau đó múc cho Diêu Bội Dung và Vệ Ni một bát, sau đó định thưởng thức bát mì thơm ngon kia. Thì Diêu Bội Dung huých nhẹ vào vai của cô, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viên Viên đang ngồi gõ máy tính cạch cạch, ý bảo múc cho Viên Viên một bát. Bạn bè đã ở cùng phòng với nhau một thời gian, hơn nữa đằng sau cô bạn này còn có Tống Thì Vi và Trần Chứ, nên đừng làm mấy việc khó coi quá. Hừ, Lưu Hề Ninh trợn mắt lên, bản thân nghĩ chỉ cần mình không bắt nạt cậu ta là được, kể cả Tống Thì Vi có tiền thì thế nào chứ. Diêu Bội Dung biết không khuyên nổi Lưu Hề Ninh, nên tự mình múc một bát mì, sau đó bưng đến đặt trước mặt Triệu Viên Viên nói, Viên Viên, cậu cũng nếm thử xem mì thế nào đi. Cảm ơn Bội Dung, tối nay Triệu Viên Viên đã ăn không ít rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, bụng cô lại hơi rục dịch. Khách sáo gì chứ? Diêu Bội Dung mỉm cười nói, mình còn đang định dựa vào cậu giới thiệu anh Trần Chứ cho bọn mình gặp đây. Được chứ, anh Trần Chứ rất tốt, bề ngoài lại đẹp trai, chỉ là anh ấy không nổi tiếng mấy. Dù là thời điểm nào, khi nhắc đến Trần Chứ, Viên Viên đều cố gắng đề cao hắn hết sức có thể. Diêu Bội Dung và Vệ Vi dựa vào đó tiếp tục lắng nghe về nam sinh đang nổi tiếng đợt gần đây. Còn Lưu Hề Ninh làm ra vẻ đang gắp mì, tỏ ra mình không quan tâm, nhưng lại âm thầm vểnh tai lên hóng hớt. Chính lúc bọn họ đang trò chuyện vô cùng rôm rả, thì âm thanh kẽo kẹt vang lên, cửa túc xá đột nhiên bị người đẩy ra. Làn gió thu đêm khuya lùa vào, một đám khách không mời mà đến xuất hiện. Người dẫn đầu là dì quản lý, tiếp theo là các thành viên của bộ tổng hợp sự vụ đến làm việc. Trong tay mọi người đều cầm theo vở, trên cổ đeo thẻ chứng nhận, còn trên cổ tay áo có gắn phù hiệu. Cả phòng bốc lên mùi thơm, phía dưới còn có lò vi sóng có mì đang sôi sùng sục. Rất hiển nhiên, đây là hành động trái với quy định mà nhà trường liên tục nhấn mạnh, không được sử dụng đồ điện có công suất lớn. Sắc mặt cô gái đeo phù hiệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt đảo qua khắp mọi người bên trong phòng ký túc xá, nghiêm giọng hỏi, đây là đồ của ai? Lưu Hề Ninh, Diêu Bội Dung, Vệ Vi và Triệu Viên Viên liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ đen đủi đến thế, ăn vào ngay lúc bộ tổng hợp sự vụ đến kiểm tra phòng. Đây là của ai? Cô gái đeo phù hiệu tăng âm lượng thêm một chút nữa. Của em. Không còn cách nào khác, Lưu Hề Ninh chỉ đành đứng ra nhận. Nhưng, cô nhanh chóng lấy ra chứng nhận mình cũng là thành viên của hội học sinh. À, em là người của bộ liên lạc. Chị Đào Lị là bộ trưởng của bọn em. Mà đợt hội học sinh tuyển thành viên, em muốn vào nhất là bộ tổng hợp sự vụ. Lưu Hề Ninh cũng là thành viên của hội học sinh trường. Lúc trước, cô vất vả luyện giới thiệu bản thân trong nhà vệ sinh rất nhiều lần. Mặc dù không bước vào bộ tổng hợp sự vụ có quyền lợi lớn nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đã được tuyển vào bộ liên lạc. Lưu Hề Ninh tưởng rằng đối phương sẽ nghĩ cùng là người trong hội học sinh nên sẽ cho chút mặt mũi. Không ngờ, nữ sinh đeo phù hiệu trên ống tay áo lạnh lùng nhìn, còn hừ một tiếng nói, vậy cô chính là người biết luật mà vẫn còn phạm tội. Sẽ đánh giá nặng thêm một bậc. Chút nữa tôi sẽ báo cáo cho bộ trưởng Đào Lị. Em không. Lưu Hề Ninh trợn mắt. Mặc dù cô đã sớm nghe bộ tổng hợp sự vụ rất hung hăng, nhưng không ngờ còn mạnh mẽ như vậy. Có điều, nếu thân phận bộ liên lạc không có tác, thì bây giờ bọn họ phải nộp lại lò vi sóng. Hơn nữa Lưu Hề Ninh còn bị ghi vào danh sách. Cháu, các cháu. Trước khi đi, dì trong ký túc xá bất đắc dĩ nói, đã nhắc nhở nhiều lần không được dùng lò vi sóng rồi. Hiện tại, nhà trường đang muốn lùng bắt người làm gương, nói không chừng cháu còn bị thông báo phê bình đấy. Lưu Hề Ninh nghe được câu này thì vô cùng lo lắng, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt. Nhưng thành phần thích bắt nạt bạn học kiểu này,
Một khi gặp được người mạnh mẽ hơn mình thì căn bản không có cách xử lý nào, bản thân rơi vào tình huống hoang mang lo sợ vô cùng. Chỉ là thông báo phê bình, chắc là không có chuyện gì đâu. Vệ Vi định an ủi Lưu Hề Ninh một chút. Nhưng Lưu Hề Ninh đang vô cùng lo lắng, nghe được câu này thì bỗng tức giận nói, người bị phê bình có phải là cậu đâu, đương nhiên không có việc gì rồi. Đến lúc đó, nói không chừng chủ nhiệm lớp và phụ đạo viên sẽ tìm mình trách mắng đấy. Cũng không phải mình bảo cậu nấu mình, cậu trách mình làm gì. Vệ Vi nhỏ giọng phản bác, thôi đừng nói nữa. Diêu Bội Dung can ngăn tranh cãi, sau đó hỏi Lưu Hề Ninh, cậu quan hệ với bộ trưởng của mình thế nào, có thể nhờ chị ấy giúp đỡ nói chuyện không? Quan hệ bình thường, Lưu Hề Ninh bực bội nói, trong mắt chị ấy, mình chỉ là người làm việc bình thường, chẳng có chút khác biệt so với các thành viên khác. Vậy trong trường cậu còn mối quan hệ nào khác không? Diêu Bội Dung lại hỏi, không có. Lưu Hề Ninh đột nhiên thở dài, bất cần nói, mình là một sinh viên năm nhất, còn có mối quan hệ nào được chứ? Thông báo phê bình thì phê bình thôi, cùng lắm không học nữa là được chứ gì. Nói nhăng nói cuội. Diêu Bội Dung nhìn Lưu Hề Ninh tức giận, còn Vệ Vi tỏ ra tủi thân, thì ánh mắt của cô theo bản năng bỗng nhìn về phía Triệu Viên Viên. Cô thấy Triệu Viên Viên vẫn bình thản, đột nhiên Diêu Bội Dung nhớ ra mấy người phía sau của cô bạn cùng phòng này. Thế là, Diêu Bội Dung nhẹ nhàng đi qua, Viên Viên, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phải nhận thông báo phê bình đúng là không đáng. Cậu có thể hỏi Trần Trư một chút, xem cậu ấy có quen biết ai được không? Đúng vậy, mắt Lưu Hề Ninh sáng lên, chợt hiểu ra một chuyện. Dù Trần Trư và Tống Vi Vi cũng là sinh viên năm nhất, nhưng mức độ được chú ý của bọn họ lại giống như trời với đất, không cùng một cấp độ với mình. Có thể, hai người này sẽ có cách. Ừ, Triệu Viên Viên nghiêng khuôn mặt bầu bĩnh của mình qua một bên, suy nghĩ chút rồi nói, mình cảm thấy việc này không nhất định phải làm phiền đến anh Trần Trư. Diêu Bội Dung và Lưu Hề Ninh chắc chắn hiểu lầm, nên miệng Lưu Hề Ninh giật giật. Nhưng hiện tại, cô đã không còn tâm trạng muốn làm ầm lên rồi. Diêu Bội Dung không đành lòng, nên tiếp tục khuyên nhủ, Viên Viên, mặc dù trước đó Hề Ninh gây chuyện với cậu, nhưng có là thế nào thì chúng ta vẫn ở cùng phòng ký túc. Nếu có thể giúp được, vẫn nên giúp một chút. Bội Dung, ý mình không phải như vậy. Triệu, Viên Viên cầm lấy điện thoại nói, ý mình là để mình hỏi xem có giải quyết được việc này không, nếu không được sẽ nhờ anh Trần chứ. Cậu, Diêu Bội Dung, Lưu Hề Ninh và Vệ Ninh trợn tròn mắt. Triệu Viên Viên có khả năng này sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của ba bạn cùng phòng, Triệu Viên Viên lập tức gọi điện cho Lăng Lực Phong, Bộ trưởng Bộ Tổng hợp Sự vụ, mà trong buổi ăn khuya đêm nay vừa mới thêm vào danh bạ. Anh Lực Phong, em có chuyện muốn nhờ anh một chút ạ. Triệu Viên Viên bèn kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng ký túc. Khi Triệu Viên Viên đang trò chuyện, Diêu Bội Dung nhỏ giọng hỏi Lưu Hề Ninh, Lực Phong là ai? Không biết có phải Bộ trưởng Bộ Tổng hợp Sự vụ Lăng Lực Phong hay không? Lưu Hề Ninh lo lắng nuốt nước bọt. Cô nghe đồn, Bộ trưởng Lăng rất được giáo viên đoàn ủy coi trọng, khả năng qua năm sẽ trở thành phó chủ tịch. Sao Triệu Viên Viên có thể thoải mái liên lạc với người cấp bậc này? Một lát sau, Triệu Viên Viên kết thúc trò chuyện, rồi quay qua mỉm cười nói với Lưu Hề Ninh, anh Lực Phong nói để anh ấy xử lý. Nhưng anh ấy nhắc nhở chúng ta sau này chú ý một chút, trường học làm vậy vì muốn an toàn. Mình biết rồi. Giờ phút này, đầu óc Lưu Hề Ninh trống không, ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết làm sao hồi phục. Trong phòng ký túc xá cũng bỗng yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng gõ chữ cạch cạch của Triệu Viên Viên. Kết quả, còn chưa đến 3 phút, vị nữ sinh đeo phù hiệu vừa nãy còn hung hăng, đã bưng lò vi sóng trở về. Cô đặt chiếc lò vi sóng lên mặt bàn, trừng mắt nhìn Lưu Hề Ninh, còn tỏ ra tức giận nói, đã quen Bộ trưởng Lang rồi, mà còn không nói sớm. Hừ, nữ sinh đeo phù hiệu bước ra, đóng cửa lại. Cái gì? Một lúc sau, Lưu Hề Ninh mới phản ứng lại. Cô lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến chỗ Viên Viên hỏi, Viên Viên, sao cậu lại quen được Bộ trưởng Lang? Bình thường muốn làm quen với anh ấy đâu phải chuyện dễ. Anh Trần Trư giới thiệu. Triệu Viên Viên không hiểu tại sao bạn cùng phòng lại phản ứng mạnh như vậy. Với lại anh Lực Phong nói chuyện cũng nhẹ nhàng mà, sao có chuyện khó gần được. Trần Trư giới thiệu. Lưu Hề Ninh ngẩn người ra, ngoại trừ Bộ trưởng Lang, cậu ấy còn giới thiệu ai trong hội học sinh cho cậu nữa không? Có Chủ tịch Hội học sinh Triệu Thần, Bí thư Thượng Đông Linh, Bộ trưởng Bộ Liên lạc Trị Đào Lị, anh Lực Phong Bộ trưởng Bộ Tổng hợp Sự vụ,
Học trưởng Đỗ Tu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền. Triệu Viên lần lượt nói ra từng người, mỗi một cái tên đều khiến Lưu Hề Ninh run lên, bởi vì tất cả người có địa vị trong hội học sinh đều được kể ra. Trần Trứ chỉ là sinh viên năm nhất, sao có mối quan hệ rộng như vậy được? Diêu Bội Dung hỏi, coi như thay lời của Lưu Hề Ninh. Anh Trần Trứ giỏi lắm. Triệu Viên Viên nghiêm túc trả lời. Bởi khi cô đi cùng anh Trần Trứ, những người mà cô tiếp xúc phần lớn đều muốn lấy lòng Trần Trứ. Diêu Bội Dung và Lưu Hề Ninh nhìn nhau, Vệ Vi ở bên cạnh đột nhiên hỏi, Trần Trứ nói cậu ấy có nữ sinh mình thích rồi, Viên Viên cậu đã gặp chưa? Cô ấy có xinh đẹp không? Kể lại một chút cho bọn mình nghe được không? Nữ sinh mình thích. Vấn đề này, Triệu Viên Viên cảm thấy khó hơn cả chuyện mình xin về chiếc lò vi sóng vừa rồi. Cô bỗng nhiên giật mình, bởi vì trong một giây thôi chẳng hiểu trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh hai chị gái. Nhưng cuối cùng cô vẫn tả chị gái xinh đẹp ở Quảng Mỹ kia, dù sao hiện tại đây mới là cô gái xác định quan hệ với anh Trần Trứ. Đương nhiên bạn gái anh Trần Trứ rất xinh đẹp rồi, cấp bậc hoa khôi trường. Triệu Viên Viên tự hào kể, chị ấy cao khoảng 1m7, dáng người cân đối hoàn hảo, tóc dài tới eo, hơn nữa được rất nhiều bạn trai theo đuổi. Nhưng chị ấy chỉ thích một người, là anh Trần Trứ thôi. Chiều ngày hôm sau, có một cô gái gần như y hệt miêu tả của Triệu Viên Viên, cô đang đứng ở khu A bên trong thung lũng công nghệ, ngay trước văn phòng của công nghệ thông tin Xui Hùi. Cô nhìn cô bạn thân bên cạnh nói, đây là văn phòng công ty của chủ nhiệm Trần sao. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, Bà Chủ. Chắc là vậy. Một nữ sinh khác nói, cậu ấy nói phòng 311 tòa nhà A mà. Mặc dù trước văn phòng còn chưa treo bảng hiệu, nhưng đây rõ ràng là phòng 311. Chiều thứ 6, Phương Tinh chỉ học có 2 tiết, nên học xong cô lập tức đến văn phòng ở thung lũng công nghệ. Thời điểm cô đang tư vấn cho các vị phụ huynh, thì ngẩng đầu lên bỗng phát hiện ra hai người đang đứng ở ngoài nhìn. Cô ngồi ở góc giữa, từ đây nhìn ra ngoài có hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt mũi hai người này. Nhưng dáng người của bọn họ rất đẹp, nhất là nữ sinh bên trái, dáng người cao gầy trông chẳng khác gì người mẫu xe hơi. Đừng nói là sinh viên đến tận văn phòng xin trở thành gia sư đấy nha. Phương Tinh đoán thầm trong lòng, nên đi tới cửa hỏi, xin chào, tôi có thể giúp gì cho mọi người? Cô vừa hỏi thăm vừa âm thầm quan sát đối phương, nhưng lại giật mình vì vẻ bề ngoài của hai cô gái này. Cô phải bên phải nhìn cũng khá đẹp, làn da trắng nõn, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu, hai con người đen trong trẻo, mái tóc thẳng xõa ngang vai. Vốn dĩ nhan sắc này phải cực kỳ thu hút anh nhìn mới phải. Nhưng, ánh mắt Phương Tinh chỉ liếc qua cô một cái, còn sau đó ánh mắt đồ dồn hoàn toàn về phía nữ sinh đứng bên trái. Trời ạ, dáng người phải tới 1m7, thuộc thành phần hiếm gặp ở phụ nữ phía nam. Trên người cô mặc một chiếc áo len màu đen, là loại rộng rãi theo phong cách Hàn Quốc, vừa thoải mái lại có thể che kín toàn bộ cơ thể. Phía dưới là một chiếc quần an toàn kết hợp với quần tất dài màu đen, cộng thêm đôi bốt ma ẩn nữa. Đôi chân dài hơn 1m kết hợp với quần tất dài màu đen sẽ kích thích thị giác đến mức độ nào chứ? Hôm nay, Phương Tinh đã được trải nghiệm. Đôi chân thon, dài, thẳng tắp, được bao bọc bởi lớp quần tất mong manh, khoe ra đường cong như tạc tượng. Phương Tinh nhìn đôi bốt dài đến tận bắp chân kia, bỗng xúc động muốn ngồi xuống cởi đôi bốt ấy để xem vị trí mắt cá chân và mu bàn chân thế nào. Rốt cuộc mình đã hiểu vì sao đám con trai lại thích quần tất màu đen, thì ra gặp được cô gái gợi cảm, đến mức phụ nữ còn thích. Phương Tinh nghĩ thầm trong lòng. Lúc đầu, cô nghĩ rằng chỉ cần dáng người cỡ này thì khuôn mặt thế nào không quan trọng, nhưng khi tới gần mới nhận ra khuôn mặt của cô ấy còn vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, các đường nét trên khuôn mặt đâu ra đấy. Mái tóc dài uốn lượn, pha thêm một vài sợi tóc đỏ, mượt mà rũ xuống cái trán trơn bóng, nhẹ nhàng che đi vành tai. Nó không những che đi vành tai, mà còn che lấp một phần đôi mắt sáng đầy sức hút. Sống mũi thẳng cao, đôi môi đỏ nhưng không quá loè loẹt, chỉ nhẹ nhàng hòa cùng ánh sáng. Cô gái này bỗng nở nụ cười, chỉ như vậy thôi đã khiến trái tim người đối diện đập rộn ràng. Đây chính là phong cách mà Phương Tinh thích nhất. Cô có thể tưởng tượng ra một nữ sinh với phong cách thướt tha đi lại trên đường. Thời điểm đèn xanh vừa mới chuyển qua đèn đỏ, cô nhẹ nhàng bước đi,
sẽ khiến tất cả những người đang dừng đèn đỏ đều dồn ánh mắt về phía cô mà không tài nào chớp mắt nổi. Cho hỏi đây có phải công nghệ thông tin xui hui không ạ? Tôi muốn tìm Trần chứ. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần này lại không phải một người hướng nội hay xấu hổ, mà cô thoải mái tươi vui nói chuyện. Cô biết Trần Tổng. Phương Tinh ngạc nhiên, nếu như vậy mình có thể thêm liên lạc với cô gái này rồi. Người ta sắp thành vợ chồng rồi, còn quen biết gì nữa? Nữ sinh bên phải lên tiếng trêu chọc. Vợ chồng. Phương Tinh chớp mắt mấy lần, sau đó sợ hãi a lên một tiếng. Cô chính là cô gái mà Trần Tổng nhắc đến trong bài phỏng vấn sao? Cô thật xinh đẹp. Phương Tinh thật lòng khen ngợi một câu, sau đó dẫn hai cô gái vào văn phòng. Hai nữ sinh này tất nhiên là Du Huyền và Ngô Dư rồi. Hôm nay là thứ sáu, bên phía Quảng Mỹ không có nhiều tiết vào thứ sáu, nên cô dựa theo địa chỉ Trần Trứ cho mà đến đây. Đây là phòng thuê sao? Ngô Dư hết nhìn trong nhìn ngoài, ngắm đông ngắm tây, rồi lại đi tới nhỏ giọng nói chuyện với Du Huyền. Hình như là học viện cung cấp, nhưng chủ nhiệm Trần nói còn chưa bàn tiền thuê, trước tiên cứ đổ thừa là chưa tính toán sổ sách. Du Huyền cong mắt lại nói, chẹp chẹp. Ngô Dư chẹp miệng một cái rồi nói, rất phù hợp với phong cách làm việc của chủ nhiệm Trần nhà cậu. Đây gọi là tiết kiệm thời điểm bắt đầu khởi nghiệp, nghe là biết cậu chẳng biết gì về lập nghiệp rồi. Du Huyền tất nhiên giúp đỡ bạn trai mình, phản bác lại bạn thân một câu. Được, 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 Trần chứ nhà cậu đánh giấm cũng thơm. Ngô Dư thở dài một tiếng nói. Ngay khi hai người còn đấu võ mồm, thì Phương Tinh cầm theo hai cốc nước lọc tới, mỉm cười nói, bà chủ, uống nước đi. Chị gọi tôi là gì? Du Huyền ngẩn người ra, đây là lần đầu tiên cô được người khác gọi như vậy. Bà chủ ạ. Phương Tinh nửa đùa nửa thật nói, Trần chứ là ông chủ, bọn tôi đều là cấp dưới của cậu ấy, cho nên gọi cô là bà chủ có gì sai đâu. Đây chính là sự khác biệt giữa Phương Tinh và Hạ Dụ. Trước đó Hạ Dụ là người đứng đầu câu lạc bộ côn trùng bay, cho nên từ trong cốt cách đã có khí chất lãnh đạo. Nên dù cô ở trước mặt Trần chứ, có đôi khi học tỷ Hạ vẫn vô tình muốn tranh quyền quyết định với hắn. Còn Phương Tinh chỉ là sinh viên năm ba bình thường, lại được Trần chứ phát hiện ra, cho nên điều chỉnh đến trạng thái cấp dưới rất nhanh. Cô chưa bao giờ đứng trên vị trí học tỷ để làm việc, cũng không bao giờ nghĩ mình là một sinh viên phần mềm, nên mặt kỹ thuật vượt trội hơn một sinh viên lĩnh viện. Đây là hai trường hợp rất dễ thấy ở nơi làm việc. Một loại thời gian trước đó có điểm xuất phát rất cao, nên toát ra một thứ hào quang mọi người đều thấy được, đồng thời cảm thấy thành công rất dễ dàng. Một loại khác là kinh nghiệm hạn chế, nhưng bọn họ biết nghe lời, chưa từng tranh cãi với lãnh đạo, đã thế năng lực hay nghiệp vụ đều rất tốt. Chỉ là bọn họ chưa có tiếng tăm gì lớn, nhưng lại được lãnh đạo đánh giá rất cao. Cuối cùng, thời điểm cạnh tranh một chức vụ nào đó, thì loại người phía sau sẽ đánh bật loại người thứ nhất, khiến mọi người mở to mắt ra nhìn. Nó giống như lần này, Trần Trứ nâng nỡ trang web học tập, đưa nó ra thị trường, còn trang web an cư bị ném qua một bên. Đương nhiên, Hạ Dụ không phải người ngốc, rất nhanh cô đã ý thức ra sai lầm của mình, nên ngay lập tức liên lạc với Tống Thị Vi nhằm vá lại vết rách sai lầm này. Nhưng, một câu bà chủ, khiến Du Huyền còn chưa chuẩn bị tốt, lập tức đỏ hết mặt lên. Đã thế, Ngô Dư ở bên cạnh còn cố tình dùng giọng điệu trêu tức nhại đi nhại lại, nên Du Huyền nhéo cô bạn thân một cái. Sau đó cô điều chỉnh lại tâm lý, xinh xắn hoạt bát nói, học tỷ, chị không cần quá khách sáo, cứ gọi em là Du Huyền được rồi. Du Huyền, Phương Tinh nghe cái tên này rất quen, nên nhớ lại chút rồi hỏi, em học ở Quảng Mỹ sao? Vâng, Du Huyền trả lời. Hôm qua, khi nhìn thấy thông tin của em trên trang web, mọi người còn thảo luận nhìn em bên ngoài thế nào đấy. Phương Tinh thở dài, không ngờ nhìn em ở bên ngoài còn sinh động hơn rất nhiều. Quả nhiên đại mỹ nữ, dù nhìn ở góc độ nào cũng đều đẹp điên đảo. Sau đó, Phương Tinh ngồi xuống trò chuyện với cô, từ chuyên ngành Du Huyền đang học, thời trang ưa thích, cho đến chuyện tình yêu. Không bao lâu, Ninh Luyến Luyến và Trang Mộng Thi cũng đến, các cô ngơ ngác khi biết Du Huyền chính là bà chủ. Đã thế, vị bà chủ này vừa xinh đẹp lại rất gần gũi. Tiếp theo, người đến ngày, càng nhiều, Hoàng Bách Hàm, Triệu Viên Viên, còn có Vương Trường Hoa và bạn cùng phòng của cậu ta là Trịnh Hạo cũng đến. Thằng ngốc này lần trước đến Trung Đại còn chưa đã, thế là cứ lẽo đẽo theo sau mình năn nỉ đòi đi cùng. Lúc đầu mình cũng không định dẫn đi đâu, thế mà nó còn gọi mình là cha. Vương Trường Hoa giải thích một chút. Thật ra mọi người cảm thấy chuyện này khá bình thường,
cả nhóm đều đang độ tuổi trên dưới 20, ai cũng thích chuyện náo nhiệt. Du Huyền và Ngô Dư chỉ nhìn lướt qua, sau đó di chuyển sự chú ý qua chỗ khác. Dưới bầu không khí náo nhiệt này, Ngô Dư chế nhạo bản thân, nghe được cách xưng hô bà chủ này, chắc lòng hư vinh trong lòng cậu lên đến cực đỉnh rồi nhỉ. Làm gì có? Du Huyền lắc đầu, cô dừng lại một chút, nhưng trong đôi mắt hút hồn kia hiện ra ý cười thỏa mãn. Chỉ là trong lòng đột nhiên thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù mình không ở bên cạnh chủ nhiệm Trần, nhưng cũng biết cậu ấy đang bận gì, làm việc với ai, làm ở chỗ nào, chứ không còn mơ mơ màng màng như người trên mây nữa. Ừ, Ngô Dư gật đầu, cô cũng cảm thấy hai từ bà chủ này giống như cảm giác an toàn trong tình yêu. Lúc này, Ngô Dư mới nhận xét Trần Trứ là người con trai tốt nên mới giới thiệu Du Huyền cho các bạn đồng nghiệp của mình. Đã thế trong bài phỏng vấn còn dũng cảm tỏ tình, sau đó đưa Du Huyền tiến vào vòng tròn sự nghiệp của mình. Tốt rồi, chẳng ai muốn tình yêu của mình bấp bênh, giống như người đi trên dây thừng. Thời điểm, Ngô Dư cảm thấy vui mừng cho cô bạn thân của mình, lại không phát hiện ra Trịnh Hạo đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng hăng hái nồng nhiệt. Chương 200, câu bắt chuyện của tên cặn bã. Khi đám bạn bè trong buổi tiệc tối nay đều đã có mặt tại thung lũng công nghệ, thì Trần Trứ mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tới đó. Nguyên nhân bởi vì chiều nay hắn học 3 tiết, nên thời gian tan học khá muộn. Thứ hai có một số chuyện hắn cần trao đổi với Tằng Khôn, bởi vì ông sẽ không tham gia buổi tiệc đêm nay do vấn đề chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Còn nguyên nhân thứ ba, hắn cố tình ở lại lâu thêm một chút vì phải nhắn tin cho Tống Thị Vi, cậu phải về nhà thật à? Ừ, Tống Thị Vi nhắn lại rất nhanh. Tính tình của cô chính là vậy, đơn giản là quá lạnh lùng. Nếu như có người không hiểu rõ Tống Thị Vi, đều nghĩ rằng cô có ý kiến gì với mình. Mình chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Một lát sau, Trần Trứ mới nhắn tin lại. Tống Thị Vi đang ngồi hàng ghế sau của chiếc Volvo, bỗng nhìn thấy tin nhắn của Trần Trứ thì ánh mắt giật giật. Cô không biết từ hỏi một chút trong câu của Trần Trứ có nghĩa là gì. Chẳng lẽ cậu ấy muốn nhắc nhở mình, sau này có về nhà thì nhớ báo cho cậu ấy một tiếng. Nhưng công việc báo cáo này chỉ dành cho cặp đôi đang yêu nhau thôi mà, chẳng lẽ Trần Trứ cảm thấy mối quan hệ của hai người đã đi đến bước này? Thế nhưng khởi đầu của một tình yêu, chẳng phải nên qua một bước tỏ tình hay sao? Mặc dù Tống Thị Vi chưa biết yêu là gì, nhưng cô cảm giác rõ ràng có cái gì đó không đúng. Hoặc là nói, tỏ tình chỉ là một bước trong TV, còn tình yêu ở hiện thực lại mơ hồ bắt đầu. Tống Thị Vi chớp chớp hàng lông mi dài, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, Lục Mạn nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn cô con gái thường ngay lạnh lùng, bây giờ hình như có chút tâm sự. Con đang nghĩ gì đấy? Lục Mạn cau mày hỏi. Không có gì. Tống Thị Vi cất điện thoại đi, lạnh lùng trả lời. Động tác cất điện thoại này khá tinh tế, nó giống như báo cho người bên cạnh biết mình không muốn người khác điều tra bí mật của mình. Lục Mạn ở phía trên chẳng nhìn thấy gì, nhưng đột nhiên bà trở nên tức giận. Hình dung thế nào đây, nếu dùng một câu ví von để giải thích, giống như bản thân cả ngày cầm món đồ chơi mà mình thích ở trong lòng, đột nhiên có cảm giác nó chuẩn bị rơi vào tay người khác. Đang gửi tin nhắn cho Trần Trứ sao? Lục Mạn lạnh lùng trả lời. Tống Thị Vi không muốn trả lời. Cô quay đầu ra ngoài nhìn cảnh vật lướt quá, từng hình ảnh giống như cuộn phim, vội vàng lùi về phía sau. Giáo sư Lục thấy phản ứng của con gái thì càng tức giận. Bà nhíu mày nghiêm túc cảnh cáo, mẹ nói cho con hay, cha con muốn mời cả nhà Trần Trứ ăn cơm là việc của ông ấy, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không đi cùng. Nếu là trước kia, Tống Thị Vi sẽ im lặng chịu đựng, để bản thân dần dần tiêu hóa áp lực và những cảm xúc tiêu cực mà mẹ truyền đến. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi rồi, và nó bắt đầu từ cái đêm cô đi dạo cùng Trần Trứ bên bờ sông. Cô đã học được thói quen, nghe tai này, rồi cho ra tai kia. Không đến thì không đến thôi, Tống Thị Vi nghĩ thầm trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía từng đám mây đang tách rời nhau ra, còn bản thân lại nghĩ đến một vấn đề. Mẹ Trần Trứ có giống như trước đó không nhỉ? Dì lôi kéo mình hỏi rất nhiều chuyện, nói thật là mình không biết nên trả lời thế nào. Tống Thị Vi, con có nghe mẹ nói không đấy? Cùng lúc đó, trong xe vẫn vang lên tiếng lải nhải liên miên bất tận của Lục Mạn, con đừng thấy Trần Trứ lập nghiệp mà oai, trong mắt mẹ chẳng là cái gì. Mẹ có rất nhiều học sinh đã từng khởi nghiệp, sau đó có tác dụng không? Dù sao, mẹ không đồng ý con yêu đương với Trần Trứ.
hai đứa sớm từ bỏ ý định này đi. Tống Thì Vi nghe một chút, lại cảm thấy tai của mình ông khó chịu. Nên cô lại cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Trần Trứ, mình sắp về nhà rồi. Ban đêm, nhớ ăn nhiều đồ ăn một chút. Rất nhanh, Trần Trứ đã nhắn tin lại. Ừ, Tống Thì Vi định sẽ nhắn lại một câu như thế, nhưng bên tai vẫn văng văng tiếng mẹ líu lo phê bình không ngừng. Tống Thì Vi giống như trả thù, nhắn cho Trần Trứ một tin nhắn cực kỳ hiếm gặp. Cậu đang làm gì đấy? Trần Trứ nhìn thấy tin nhắn này cũng giật mình. Hắn đang đi về phía văn phòng ở Thung Lũng Công Nghệ, nên suy nghĩ một chút rồi trả lời, mình hẹn bạn bè cùng nhau ăn tối. Tống Thì Vi không hỏi bạn bè nào, cô chỉ trả lời lại một câu ừ, sau đó cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Có cái gì rất lạ? Trong tính toán của Trần Trứ, hắn nhắn tin cho Tống Thì Vi để xác định cô không ở gần trường học mà thôi. Không ngờ hai người trò chuyện lại sâu sắc như vậy. Trước cửa phòng làm việc 311, Trần Trứ khóa màn hình điện thoại rồi bỏ trong túi, sau đó mỉm cười bước vào. Vốn dĩ trong văn phòng khá trống trải, nhưng hôm nay xuất hiện thêm vài người, cộng với tiếng ồn ào của người trẻ tuổi, nên chớp mắt trở nên náo nhiệt. Trần Trứ bước vào, đầu tiên là ngạc nhiên vì hôm nay cá lúc lắc ăn mặc gợi cảm, sau là bị Phương Tinh và Trạng Mộng Thi kéo đến vặn hỏi. Ngày đó là ai, khi mọi người đều thấy Du Huyền xinh đẹp. Thì ai giả vờ không biết, dám lớn tiếng nói là cô nữ sinh này bình thường. Phương Tinh không nể nang chút nào, muốn xe rách bộ mặt giả dối của Trần Trứ. Ha ha, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Trần Trứ mỉm cười nói, tôi muốn khi cậu ấy xuất hiện, sẽ khiến các chị ngạc nhiên. Thật sao? Anh Trần Trứ. Du Huyền đi đến khoác lấy cánh tay Trần Trứ, sau đó chớp chớp đôi mắt động lòng người, giả vờ dáng vẻ làm nũng nói, thế nhưng, có một vài lời thật lòng, dùng cách nói đùa để nói ra thoải mái hơn. Anh Trần Trứ thấy em bình thường, thật ra em cũng nghĩ mình như vậy. Nên anh cần phải kiếm thật nhiều tiền để đưa em đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Du Huyền còn chưa nói xong, đã lập tức quay người lại, làm ra động tác nôn ọe, sau đó cười phá lên. Những người khác cũng đều là thanh niên, tuổi trẻ phơi phới, nên hùa với Du Huyền cười thật to. Phương Tinh rất thích Du Huyền, không phải bởi vì cô là bà chủ, càng không phải vì nét đẹp hay cách ăn mặc đúng gu sở thích của mình, mà phần lớn do tính cách vui vẻ thẳng thắn, rất dễ hòa đồng của cô. Trần Trứ chào hỏi Hoàng Bách Hàm và Vương Trường Hoa, còn đối với sự có mặt của Trịnh Hạo cũng không để trong lòng. Hắn vẫy tay hô hào, nào, chúng ta ra ngoài ăn lẩu. Đêm mùa thu, thời tiết Quảng Châu dần trở nên lạnh lẽo, nên lẩu là món ăn phù hợp để giới trẻ tụ tập. Nhưng bên trong quán lẩu, do nhóm bọn họ quá đông, nên cần ghép bàn lại để được ngồi cùng một chỗ. Chuyện này đối với đám người trẻ tuổi quá bình thường, cả đám xúm lại, mỗi người một tay, rất nhanh đã dọn xong chỗ ngồi. Tất nhiên, Du Huyền sẽ ngồi cạnh Trần Trứ, còn những người khác ngồi khá thoải mái, tùy tiện ngồi xuống là được. Giống như bên trái Du Huyền là Triệu Viên Viên, còn bên phải Trần Trứ là Vương Trường Hoa. Dù sao, bọn họ cũng đâu phải trẻ em trường mẫu giáo, nhất định phải ngồi cạnh người đó mới ăn cơm. Không lâu lắm, nồi lẩu được đưa lên, bếp ga được bật lên, cho đồ ăn vào nồi. Tiếng nồi lẩu sôi ùng ục, sau đó là lần lượt thả thịt bò, tôm, rồi cả đám vừa nhúng đồ ăn, vừa thoải mái trò chuyện. Món lẩu này khá cay, nên mình định gọi Coca-Cola, cậu có muốn uống không? Lúc này, Trịnh Hạo đang ngồi cạnh Ngô Dư lên tiếng nói, hả? Ngô Dư nhìn Trịnh Hạo. Cô biết đây là bạn cùng phòng của Vương Trường Hoa, nhưng đây là lần đầu hai người gặp mặt, cho nên từ nãy đến giờ vẫn không nói chuyện. Nhưng Ngô Dư thấy người khác lịch sự quan tâm mình, nên gật đầu nói, cảm ơn, vậy mình cũng xin một lon. Trịnh Hạo vẫy tay gọi phục vụ tới, sau đó kêu thêm hai lon coca. Lần này, một lý do vô cùng tự nhiên để hai người có thể nói chuyện. Ngô Dư không biết Trịnh Hạo, nhưng vì có Vương Trường Hoa, nên Trịnh Hạo đã sớm nhìn thấy cô nữ sinh xinh đẹp Quảng Mỹ này. Trịnh Hạo không hề có ý nghĩ nào với Du Huyền, một phần bởi cậu ta có một thói quen, không đụng đến đối tượng đã có người yêu. Hai là bản thân Trịnh Hạo đã ra vào quán bar như cơm bữa, nên không vì vẻ bề ngoài hiền lành và tính cách nhẹ nhàng của Trần Trứ đánh lừa. Cậu ta có cảm giác trên người Trần Trứ tỏa ra một loại năng lượng quá lớn, nếu bản thân mình không may chạm vào vẩy ngược thì rất có thể cậu sẽ bị ăn tươi nuối sống không chừng. Nhưng Trịnh Hạo thực sự muốn tạo dựng quan hệ với sinh viên nghệ thuật.
bởi đám phụ nữ trong quán bar kia giống như món thịt mỡ đã tẩm ướp qua lâu, khiến người ăn nhiều có cảm giác buồn nôn, nên cậu ta định thay đổi một chút khẩu vị tươi mát. Cạch, Trịnh Hạo quan tâm đặt lon nước trước mặt Ngô Dư. Đêm nay có quá nhiều người, mà do mấy nồi lẩu gộp lại, nên hơi nước bốc lên mù mịt. Thêm vào đó, chỉ là đám người trẻ tuổi ngồi quầy quần nói chuyện. Vì vậy, kể cả Trần Trứ có chú ý đến hành động của Trịnh Hạo, thì hắn cũng không chú ý, đơn giản cảm thấy chẳng có vấn đề gì quá lớn cả. Cảm ơn. Ngô Dư cầm lấy, nói một câu cảm ơn. Khách sáo làm gì chứ? Trịnh Hạo mỉm cười, nói thật, lần đầu tiên gặp cậu trong văn phòng, mình đã có cảm giác giống như hai ta đã từng quen biết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Ai Thi Công Chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hiệu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.